hồi 31, vì tiểu bảo nối ngôi hương chủ. Vì tiểu bảo lại chào mấy vị hương chủ, lý lực thế giới thiệu vi tiểu bảo với các vị hương chủ trong chín đường. Xong lại đưa đến ra mắt các vị phó hương chủ cùng hộ pháp. Hương chủ chín đường vừa đáp lễ vừa nói, không dám, xin tiểu huynh đệ đứng dậy. Những vị phó hương chủ cùng hộ pháp không chịu nhận lại, thấy vi tiểu bảo vừa quỳ gối xuống liền giơ tay cản lại. Nhưng vì tiểu bảo thân thủ mau lẹ có chỗ gã quỳ nhanh quá, đối phương không kịp ngăn cản cũng quỳ xuống đáp lễ, không dám tự coi mình là trưởng bối. Trong sảnh đường tất cả có hơn hai chục vị, vì tiểu bảo không nhớ rõ hết được tên họ từng người. Gã chỉ biết họ đều là những nhân vật đầu não trong thiên địa hội thì nghĩ thầm, ta đã bái tổng đà chủ làm sư phụ thì mọi người đều coi ta là người nhà. Gã liền tự xưng tên họ cùng thân phận với quần hào. Trần Cận Nam chờ Vi Tiểu Bảo làm lễ tương kiến với mọi người xong rồi tuyên bố, các vị huynh đệ, bản tòa đã thu tên tiểu đồ này rồi muốn cho gã gia nhập thiên địa hội. Quần hào đồng thanh đáp, nếu vậy còn gì hay hơn nữa? Hương chủ liên hoa đường tên gọi Thái Đức Trung là một lão già dâu tóc bạc phơ lên tiếng, trước nay Minh Sư Hẳn có cao đồ. Vậy đệ tử của Tổng Đà Chủ Tất là một tiểu hiệp trí dũng, kiêm toàn và lập nên công nghiệp lớn lao trong bản hội hương chủ gia hậu đường là mã siêu hưng vừa lùn vừa mập, cười ngặt nghẹo nói, bữa nay tại hạ cùng vi gia tiểu huynh đệ tương kiến mà chẳng có gì làm lễ kiến diện. Bây giờ đành thế này vậy, mã mỗ cùng thái hương chủ đóng vai tiếp dẫn tiểu huynh đệ nhập hội để làm lễ kiến diện. Thái huynh đệ nghĩ sao? Thái Đức Trung cười ha hả đáp, lão mã là tay giỏi tính toán đã nói khi nào còn sai chật. Vụ này không mất tiền mà đủ lễ kiến diện, vậy thái mỗ cũng xin một chân mọi người đều cười ồ trần cận nam nói hai vị bá bá đều là những nhân vật có phương diện trong bản hội mà chịu tiếp dẫn cho ngươi thật là hân hạnh vậy ngươi mau tạ ơn hai vị đi vì tiểu bảo dạ một tiếng rồi dập đầu tạ ơn trần cận nam nói theo lề luật của bản hội thì lời nói và hành động hay giờ của anh em gia nhập có mối quan hệ rất lớn đến người tiếp dẫn tên tiểu đồ này của bản tòa rất tinh danh e rằng gã xảo quyệt thái quá và hành động không tuân giữ lề luật này hai vị thái mã đã làm người tiếp dẫn cho gã thì từ đây cũng giúp bản tòa gánh lấy một phần trách nhiệm nếu thấy gã có hành vi bất chính thì lập tức ra tay quản cố đừng có khách khí gì với gã mới được thái đức trung nói tổng đà chúa quá khiêm nhượng dưới trướng tổng đà chúa làm gì có kẻ sĩ bất chính trần cận nam nghiêm nghị đáp không phải bản tòa quá khiêm đâu đối với thằng nhỏ này thực tình bản tòa chẳng yên lòng chút nào các vị nên giúp đỡ bản tòa quản cố gã dùng cho để bản tòa bớt được một phần gánh nặng trong tâm sự mã siêu hưng cười nói quản cố thì không dám tiểu huynh đệ đây còn nhỏ tuổi nếu có việc gì không minh bạch thì chúng ta đã là anh em trong nhà dĩ nhiên phải thành thực bảo nhau đã biết điều gì cũng xin nói hết trần cận nam gật đầu nói bản tòa có lời tạ ơn các vị trước vì tiểu bảo nghĩ thầm trong bụng chưa làm việc gì tệ hại mà sư phụ chỉ băn khoăn mình sẽ hành động sai quấy lão con rùa không phải là sư phụ mình, mình mới bỏ thuốc cho lão đuôi mắt. Còn Trần Tổng Đà Chủ là sư phụ chân chính, truyền dạy võ công chân thật cho mình thì khi nào mình dám hí lộng quỷ thần với lão nhân ra. Bây giờ bao nhiêu người quản cố mình đến không nhúc nhích được nữa. Bỗng nghe Trần Cận Nam nói, Lý Huynh Đệ, xin Lý Huynh Đệ cho bầy hương án, hôm nay chúng ta khai đường cho vi tiểu bảo nhập hội. Lý Lực Thế đáp, xin vâng lệnh Tổng Đà Chủ. Trần Cận Nam lại nói, theo thể lệ trước thì người nào muốn gia nhập bản hội sau khi được người tiếp dẫn giới thiệu còn phải điều tra về thân thế và hành động của đương sự ít ra là nửa năm mà lâu có khi đến một, hai năm, thấy không có chỗ nào lầm lẫn mới khai hương đường cho nhập hội. Ông ngừng lại một chút rồi tiếp nhưng vì tiểu bảo đây đã là viên chức trong thanh cung, gã lại là người được tiểu hoàng đế thát đát sủng ái, là chỗ rất hữu dụng cho bản hội, nên chúng ta phải tòng quyền chứ không vì gã là đệ tử của bản tòa mà được phá lệ mọi người đồng thanh đáp cái đó anh em thuộc hạ đều hiểu cả hương chủ hồng thuận đường là phương đại hồng thân thể cao lớn lão có chòm râu đen và dài bây giờ mới lên tiếng chúng ta được một người anh em là kẻ thân tín kề cận bên mình tiểu hoàng đế thát đát thật là trời giúp cho mình thành công và bọn thát đát sắp đến ngày tận số việc phục hưng giang sơn nhà đại minh rất có triển vọng cái đó kêu bằng biết mình biết người đánh đâu thắng đó tưởng anh em đây chẳng ai là không hiểu chỗ dụng tâm của Tổng Đa Chu. Vì tiểu bảo nghĩ bụng, té ra những vị này đối đại tử tế với mình chỉ là để mình làm tên gian tế bên mình hoàng thượng, ta có nên làm hay không? Vì tiểu bảo nghĩ tới vua Khang Hy đối đại tử tế với mình rất tốt, gã không khỏi sinh dạng ngần ngừ. Thái Đức Trung liền đem lề luật của thiên địa hội nói tóm tắt cho vi tiểu bảo nghe, rồi tuyên bố vị thủy tổ sáng lập ra bản hội họ trịnh, đại danh là thành công ban đầu ngài thống lãnh nghĩa quân tấn công giang nam vây hàm giang ninh đại công sắp thành mà bị thất bại ngài rút lui về đài loan rồi chấp thuận đề nghị của tổng đà chủ sáng lập ra thiên địa hội khi đó tổng đà chủ làm quân sư cho ngài tại hạ và phương huynh đệ hồ huynh đệ lý huynh đệ và doãn hương chủ ở thanh mộc đường đều làm hiệu ý trong quân của trịnh lão nhân gia họ trịnh là quốc tính trong nước nên chúng ta xưng hô trịnh lão nhân gia bằng quốc tính gia vì tiểu bảo bây giờ mới hiểu sở dĩ họ gọi trịnh thành công bằng quốc tính gia vì hoàng đế triều minh ban cho chữ họ trịnh thành công thanh danh vang dội cả giải đất giang chiết mân việt vào khoảng năm đường hy nguyên niên trịnh thành công qua đời chưa được bao lâu nên ai nói đến trịnh gia cũng tỏ vẻ rất cung kính thái đức trung lại nói đại quân của chúng ta lưu lại giang nam rất nhiều vì không thể về hết đài loan được một phần ít lui về tới hạ môn còn số đông ở lại đại lục nên Tổng Đà Chủ Vâng Mệnh Quốc Tính Gia thành lập ra thiên địa hội ở trên đại lục để liên lạc với những bộ phận cũ của Quốc Tính Gia. Bao nhiêu binh tướng đã từng theo Quốc Tính Gia đánh vùng giang, chết tự nhiên đều biến thành hội viên trong thiên địa hội, không cần phải có người giới thiệu, cũng không cần phải điều tra nhân cách. Nhưng người ngoài muốn nhập hội sở dĩ phải điều tra minh bạch là để đề phòng bọn gian tế trà trộn vào nội bộ. Thái Đức Trung nói tới đây, đột nhiên mặt lộ vẻ khác lạ ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nhớ lại ngày trước đại quân của chúng ta từ Đài Loan phát xuất cả thầy 17 vạn nhân mã, 5 vạn thủy quân, 5 vạn kỵ binh, 5 vạn bộ binh, 1 vạn du kích và 1 vạn thiết nhân binh. Binh sĩ mình mặc thiết giáp, tay cầm trường giáp chuyên để đánh vào chân ngựa, vì binh khí, vũ tiễn đều không đả thương được bên địch. Cuộc chiến ở núi Dương Bồng Đất chân Giang, Tổng Đà chủ lãnh 2.000 quân phá tan một vạn tám ngàn quân thát đát thật là oai phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng. Thái mộ dẫn đạo quân thứ tám dưới cờ của tổng đà chủ xông vào trận giặc thì nghe bọn thát đát lớn tiếng la, mã lỗ, mã lỗ, khiết hồ, khiết hồ, vì tiểu bảo đưa mắt lên hỏi, thế là nghĩa làm sao? Thái đức trung đáp, mã lỗ, mã lỗ, là tiếng thát đát gọi, mẹ ơi, mẹ ơi, ngoặc kép chấm, còn, khắc hồ, khiết hồ, là, trốn đi trốn đi, ngoặc kép chấm, quần hào nổi lên chàng cười rồ. Mã siêu hưng cười nói, thái hương chủ mà nói đến trận tấn công chấn giang đại sát quân thanh ngày trước thì càng nói càng cao hứng đến ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện. Bây giờ lão tiếp dẫn vi huynh đệ thì chỉ cần nói luật lệ trong hội cho y nghe. Lão còn tiếp tục nói chuyện này thì e rằng vi tiểu huynh đệ mọc dâu dài bằng lão cũng chưa xong mã siêu hưng nói tới đây chợt nghĩ tới vi tiểu bảo đã là một tên tiểu thái giám thì còn mọc dâu làm sao được hắn liếc mắt ngó trộm thấy vi tiểu bảo không để ý mới yên tâm lúc này lý lực thế trở lại báo tin hương đường sắp đặt đã xong xuôi trần cận nam dẫn mọi người vào hậu đường vi tiểu bảo thấy trên bàn đặt hai tấm bài vị ở giữa là tấm đề đại minh thiên từ chi vị tấm bên cạnh đề đại minh diên bình quận vương chiêu thảo đại nguyên soái trịnh chi vị Đồ tế là một cái đầu heo, một cái đầu dê, một con gà, một con cá đều cắm bảy nén hương. Quần hào đều quỳ xuống phục lại trước linh vị. Thái Đức Trung cầm tấm giấy trên bàn lớn tiếng đọc thiên địa bao gồm muôn vật. Hết thầy quay về khôi phục đại minh, tuyệt diệt dợ hồ. Bọn tử đệ, phòng theo cố sự, đảo viên kết nghĩa, ước làm anh em, thề cùng sống chết, tình thân thiết như người một nhà. Vậy bái trời làm cha, bái đất làm mẹ, nhật nguyệt làm anh chị em. Lại bái đức thủy tổ vạn vân long cùng ngũ tổ ở Hồng Gia. Bọn tử đệ lấy năm giáp dần, tháng 7, ngày 25, giờ sửu làm giờ sinh. Anh em hai kinh, 13 tỉnh kết thành một khối. Này ở triều đình, vương hầu không ra vương hầu, văn võ không ra văn võ, lòng người sao xuyến. Đó là triệu chứng có cơ khôi phục minh triều, chu diệt hồ lỗ bọn tử đệ tuân hành mệnh lệnh của Trần Cận Nam tìm anh hùng hào kiệt khắp ngũ hồ tứ hải, thắp hương phát thệ, hành đạo thuận theo lòng trời, trung hưng phục quốc, báo cửu tuyết hận, sắp huyết ăn thề. Xin thần minh chứng giám, trên đây là nguyên văn bài diễn từ ghi trong ký lục của thiên địa hội về đời nhà Thanh, Kim Dung Chú. Sau khi đọc diễn từ, Thái Đức Trung hỏi Vi Tiểu Bảo, sự tích, đào viên kết nghĩa, thế nào, Vi Huynh Đệ có biết không? Vi Tiểu Bảo đáp lưu quan trương kết nghĩa vườn đào đã thề nguyền với nhau kết làm anh em đồng sinh cộng tư thái đức trung nói đúng vậy vì huynh đệ đã gia nhập thiên địa hội thì chúng ta coi nhau như anh em một nhà bọn thái mỗ là tình huynh đệ với tổng đà chủ mà ngươi lại thở y làm sư phụ thì chúng ta là hàng thúc bá của ngươi đáng lý khi gặp bọn ta ngươi phải cúi đầu khép nép nhưng ngươi đã gia nhập hội thì toàn thể hội viên coi nhau như tình huynh đệ bất tất phải dập đầu bái lạy vì tiểu bảo đáp lại bằng một tiếng, vâng, gã nghĩ thầm, như vậy kề cũng hay. Thái Đức Trung lại nói, thiên địa hội chúng ta còn gọi là Hồng Môn, niên hiệu Minh Thái Tổ là Hồng Võ, ngài họ Hồng Húy là Kim Lan, vị thủy tổ Hồng Môn là Vạn Vân Long, Vạn Vân Long chính là quốc tính gia, chữ Hồng của Hồng Môn tức là chữ Hán. Chữ Hán, bỏ chữ Thổ, còn lại chữ Hồng, để tỏ ý Giang Sơn người Hán bị bọn thắt đát chiếm đoạt không còn đất đai. Đồng thời nó nhắc nhở chúng ta nhớ đến vua Thái Tổ nhà Minh. Vậy hai chữ Hồng môn là một tổ chức khôi phục Giang Sơn nhà Hán, Trung hưng Minh triều. Còn vị thủy tổ lấy tên là Vạn Vân Long vì chữ Vạn, có nghĩa là số đông người, còn Vân Long tượng trưng cho rồng gặp mây, ý nói hàng vạn vạn người đều hướng về thiên tử nhà Đại Minh để khôi phục lại Giang Sơn cầm tú. Vạn Vân Long còn có ý né tránh không để người ta biết tên thực nhất là bọn thắt đát hiểu được lai like BCH của vị đại ca sáng lập ra hồng môn lại càng nguy hại. Đó là một điều cơ mật của bản hội, vì hiền đệ không được tiết lộ cho người ngoài hội hay biết, dù là bạn trí thân với tiểu huynh đệ như mao thập bát ra, tiểu huynh đệ cũng không nên nói cho y biết. Vạn Vân Long là ai? Sử sách không thấy nói rõ. Hơn nữa các sự tích cùng nhân vật cho người pho chuyện này không phải hoàn toàn căn cứ ở sử sách, quá phân nữa là do tác giả chế tạo ra. Vì tiểu bảo gật đầu đáp tại hạ biết rồi, Thái Đức Trung lại nói, ngày 25 tháng 7 giờ sửu đã sáng lập ra bản hội. Bản hội có ngũ tổ, đó là năm vị đại tướng đã tuẫn nạn ở Giang Ninh. Vị thứ nhất họ cam tên Huy, nhớ lại năm xưa đại quân của chúng ta kéo đến tấn công Giang Ninh, Thái Mỗ vâng lệnh Tổng Đà Chúa đem binh mai phục ở phía tây thành Giang Ninh. Quân thát đáp, Thái Đức Trung nói đến chuyện tấn công thành Giang Ninh, vung chân múa tay lời nói chậm lại mã siêu hưng xen vào thái hương chủ chuyện tấn công thành giang ninh hãy để sau này sẽ kể lại cũng chưa muộn thái đức trung cả cười đưa tay lên vỗ đầu đáp phải rồi phải rồi cứ kể trượt xưa mãi thì biết bao giờ cho hết được bây giờ thái mỗ xin đọc bài thơ tam điểm cách mạng thái mỗ đọc câu nào tiểu huynh đệ nhắc lại câu ấy đoạn y lớn tiếng đọc tam điểm ngầm trao cách mạng kỳ hồng môn cửa ấy tiến vào đi rửa hờn quyết trí mài gươm bén, quét sạch thanh triều diệt tứ di. Vì tiểu bảo đọc lại một lượt, Thái Đức Trung lại đem 36 điều thề nguyện, 10 điều cấm đoán, 2 L điều nghiêm lệ giải thích từng chi tiết rất minh bạch. Đại khái hội viên hội hồng môn phải trung tâm nghĩa khí, hiếu thuận với song thân, tha thiết cùng huynh đệ. Giữa anh em trong hội phải tương ái tương thân, cứu giúp nhau trong cơn hoạn nạn. Ngoài ra những điều phạm pháp như đầu hàng quan quân. quân gian dâm phụ nữ cướp đoạt tài sản, hiếp dâm kẻ yếu đuối, đã nói mà không thủ tín vân vân. Tội nhẹ thì phải cắt tai hoặc đánh đòn, tội nặng thì phải chặt đầu phân thây. Vì tiểu bảo nhất nhất ghi nhớ rồi phát thệ không làm điều gì sai quấy. Giữa lúc ấy, mã siêu hưng đem tới một tô rượu lớn. Y chích mũi dao vào ngón tay giữa cho máu nhỏ xuống bát rượu. Trần Cận Nam cùng quần hào đều chích huyết. Sau cùng tới lượt vi tiểu bảo mỗi người trong quần hào uống một hớp rượu máu. Thế là nghi thức gia nhập hội kết thúc, mọi người lại ôm vi tiểu bảo ra chiều thân mật. Trần Cận Nam lại lên tiếng, bản hội có thập đường là tiền ngũ đường và hậu ngũ đường. Tiền ngũ đường, liên hoa đường, hồng thuận đường, gia hậu đường, tham thái đường, hoành hoa đường. Hậu ngũ đường là thanh mộc đường, xích hỏa đường, bạch kính đường, huyền thủy đường, huỳnh thổ đường trong 10 đường thì chín đường có hương chủ hiện đều tụ họp tại đây. Chỉ có thanh mục đường hương chủ là doãn huynh đệ năm trước đã bị tên ác tặc ngao bái gia hại. Đến nay vẫn chưa có hương chủ. Phải chăng các vị huynh đệ trong thanh mục đường đã lập lời thề nguyên trước linh vị vạn vân long đại ca là hệ ai giết được ngao bái, báo thủ cho doãn hương chủ thì toàn thể anh em bản đường sẽ cử người đó lên làm hương chủ. Chuyện đó có thật không? Quần hào thanh mục đường đồng thanh đáp quả có việc đó. Trần Cận Nam Đảo cặp mắt sáng như điện nhìn vào mặt mọi người một lượt rồi tùng thẳng hỏi. Trần Mỗ nghe nói các anh em trong thanh mộc đường vì việc lựa chọn nhân vật lên tiếp nhiệm chức hương chủ cho quý đường đã xảy ra cuộc tranh chấp. Tuy nhiên ai nấy cũng vì đại cuộc lấy nghĩa khí làm trọng nên không đến nỗi làm tổn thương đến hỏa khí giữa anh em. Có điều nếu vụ này không sớm quyết định chu đáo thì trong thanh mộc đường vẫn còn ẩn nấp mối lo âu làm cho các vị phải bận tâm. Trần Cận Nam ngừng lại một chút rồi tiếp Thanh Mộc Đường là một cơ quan dết trọng yếu của bán hội. Phạm vi thế lực rất rộng rãi, bao quát các phủ huyện miền Giang Nam. Tài năng của vị hương chủ này có một ảnh hưởng rất lớn với cuộc hương suy của bản hội và sự thành bại về công việc phản thanh phục minh. Tên gian tặc Ngao Bái đã do tay vi tiểu bảo hạ sát. Tất cả các anh em trong Thanh Mộc Đường đều được mục kích có đúng thế không lý lực thế và quan an cơ đồng thanh đáp thưa tổng đà chúa quả có đúng thế thực lý lực thế lại nói tiếp toàn thể anh em bản đường đã phát thệ trước linh vị vạn vân long đại ca quyết chẳng bao giờ dám nuốt lời nếu trái lời thề nguyện đó thì anh em bản đường chẳng còn thể thống chi nữa rồi mai đây những lời thề tốt biến thành trò đùa còn ai dám tuyên thệ trước linh vị vạn vân long đại ca nữa vì tiểu bảo huynh đệ tuy còn nhỏ tuổi Lý Mộ cũng xin triệt để ủng hộ y lên làm hương chủ bản đường. Quan An Cơ muốn ganh tị với Lý Lực thế thấy đối phương nhanh nhẩu nói ra cướp mất ưu thế trong vụ này. Hắn tự nhủ gã tiểu tử kia đã là đồ đệ của Tổng Đà Chủ thì địa vị không phải tầm thường. Huống chi Tổng Đà Chủ đã ngỏ lời muốn để gã lên chức vị hương chủ của bản đường, dĩ nhiên mình không nên ngang ngạnh. Lý Lão Nhị chấp định tranh chấp ngôi hương chủ với ta, hắn không chịu nhường nhịn ai nay hắn đành thuận gió theo chiều để lấy lòng tổng đà chủ thì khi nào ta lại chịu kém hắn quan an cơ tính toán như vậy rồi lên tiếng lý đại ca nói rất phải vì tiểu huynh đệ đã tài trí hơn đời nay lại ở dưới sự dạy dỗ của tổng đà chúa thế nào y cũng trở nên một trang thiếu niên hào hiệp thanh danh chấn động giang hồ quan an cơ này cũng xin hết mình ủng hộ vi tiểu bảo huynh đệ lên giữ chức hương chủ thanh mục đường vì tiểu bảo giật này mình lên xua hai tay lia lịa hốt hoảng la, không được, không được, chức vụ hương chủ gì đó, tại hạ không đương nổi đâu. Trần Cận Nam quắc mắt lớn tiếng, người nói nhăng gì đó, vì tiểu bảo sợ hãi cúi đầu xuống, không dám lên tiếng nữa. Trần Cận Nam lại nói, các vị huynh đệ đã tuyên thệ trước hương hồn vạn vân long đại ca là suy tôn nhân vật nào hạ sát ngao bái lên làm hương chủ. Trần Cận Nam đưa mắt nhìn mọi người nói tiếp như vậy thì chức hương chủ thanh mộc đường của gã đã có tiền định từ trước, sau trần mỗ mới thu gã làm đồ đệ chứ không phải trần mỗ thu gã làm đồ đệ rồi đưa gã lên chức vụ hương trù gã tiểu tử này tư chất không được chính đính không hiểu mai đây gã còn làm cho trần mỗ phải điên đầu đến thế nào phương đại hồng vội lên tiếng các huynh đệ ai ai cũng hiểu rõ nỗi khổ tâm của tổng đà trù và hết lòng thông cảm vì tiểu huynh đệ vốn không có sự thân tình hay quen biết gì với tổng đà trù hôm nay mới là buổi gặp gỡ đầu tiên sở dĩ tổng đà chủ phải phá lệ của bàn hội, chẳng qua là vì tổng đà chủ quá nhiệt tâm với đại cuộc. Phương mộ ít bôn tàu giang hồ lại ít học vấn, nhưng cũng xin có mấy lời thô thiền để giải tỏ tất lòng. Vì tiểu huynh đệ tuy còn nhỏ tuổi nhưng được lý đại ca cùng quan phu tử hết sức khuôn phò, quyết sẽ không để xảy chuyện gì đáng tiếc. Trần Cận Nam gật đầu nói, chúng ta để vi tiểu bảo lên giữ chức hương chủ thanh mục đường là vì có lời thề nguyện trước hương hồn của vạn vân long đại ca dĩ nhiên chẳng thể nào làm khác được. Nhưng nếu sau này gã có những hành vi phạm lỗi tỉ như rối loạn công việc trong thanh mục đường, hoặc làm trở ngại công trình phản thanh phục minh của bản hội, thì chúng ta lập tức khai đường phế bỏ gã đi, quyết không luyến tiếc. Trần Cận Nam ngừng lại một chút rồi tiếp lý đại ca cùng quan huynh đệ. Trần Mỗ ủy thác việc này cho nhị vị, xin nhị vị hết lòng trông nom giúp. Nếu lời nói hay hành động của gã có chỗ nào không đoan chính thì nhất nhất báo cáo cho Trần Mỗ hay biết, chứ đừng che đầy. Hồi 32, Trần Cận Nam dặn dò kế hoạch, lý lực thế và quan an cơ khom lưng vâng lời. Trần Cận Nam lại quỳ xuống thắp hương gióng giạc khấn, thuộc hạ là Trần Cận Nam xin lập thể trước linh vị vạn vân long đại ca. Đệ tử của thuộc hạ là vi tiểu Bảo nếu hành vi phạm luật hoặc không đủ tài đức để anh em phục tùng thì thuộc hạ lập tức chốt phế ngôi hương chủ của gã ở thanh mục đường, quyết chẳng thiên lệch. Anh em thuộc hạ tuân giữ lời thề phong gã làm hương chủ thì sau này có chốt phế gã cũng là tuân giữ lời thề. Trần Cận Nam này nếu trái lời thề nguyền xin hương hồn vạn đại ca chứng giám khiến thuộc hạ bị xét đánh, hoặc năm ngựa phân thây, hay chết về nanh vuốt bọn thát đát. Ông nói xong lại mấy lạy rồi cắm hương vào lò quần hào đều đồng thanh xưng tụng tổng đà chủ xử sự, sự như vậy thật là trí công ai cũng kính phục vì tiểu bảo nghĩ bụng được lắm mình tưởng họ thật tình cho làm chức hương chủ xú chủ gì đó té ra họ đưa mình qua sông rồi chặt gãy câu bữa nay họ phong làm hương chủ cho khỏi trái lời thề ngày mai họ tìm cách phế mình đi cũng là tuân giữ lời thề khi đó lý đại ca cũng được mà quan phu tử cũng hay lên làm hương chủ mới là hợp lý gã liền lớn tiếng, thưa sư phụ, đệ tử không làm hương chủ. Trần Cận Nam ngạc nhiên hỏi, sao, vì tiểu bảo đáp, đệ tử không biết làm và cũng không muốn làm. Trần Cận Nam nói, không biết thì học hỏi dần dần, ta sẽ dạy cho. Hai vị lý, quan cũng nhận lời giúp đỡ ngươi. Hương chủ là một ngôi cao trong thiên địa hội, sao ngươi lại không muốn làm? Vì tiểu bảo lắc đầu đáp bữa nay lên làm, mai bị chuất phế, thật là mất mặt. Đệ tử không làm hương chủ thì việc gì cũng ủ, ủ cạc cạc là xong. Một khi lên làm hương chủ mọi người đều gõ vào đầu chẳng tử tế gì. Người ta đã bới lông tìm vết, kiếm mẩu xương trong cái trứng thì chỉ nửa ngày là mèo lại hoàn mèo. Chi bằng không làm nữa là hơn." Trần Cận Nam nói, "Trong trứng gà làm gì có xương? Họ muốn tìm cũng chẳng thấy. Vì tiểu bảo nói, khi trứng gà biến thành con gà con là có xương rồi." dù cho không có xương lúc người ta muốn tìm trước hết hãy đập cái vỏ trứng là tiểu tử đây rồi sẽ tính lòng đỏ lòng trắng quấy lộn tùng phèo mọi người nghe gã nói không nhịn được đều cười ồ cả lên trần cận nam hỏi thiên địa hội chúng ta làm việc đâu phải trò trẻ nít chỉ cần ngươi đừng có hành vi tệ bại là ai cũng kính trọng ngươi thành một vị hương chủ chân chính chẳng ai bắt tội ngươi đâu dù người ta không kính trọng cũng nể ngươi là đệ tử của ta vì tiểu bảo ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, được rồi, tiểu tử xin nói trước, sau này nếu các vị không muốn để tiểu tử làm hương chủ là tiểu tử thôi ngay. Xin đừng buộc tội bừa bãi để đánh đập, để chửi mắng, hay để hạ sát. Trần Cận Nam trao mày hỏi, ngươi đừng có mặc cả nữa, nếu ngươi không làm việc tệ hại thì còn ai đánh giết ngươi được. Quân thắt đát mà đánh giết ngươi, quân hào sẽ trả thù cho ngươi. Ông dừng lại một chút rồi nói, tiểu bảo bậc đại trượng phu phải có gan giả dám làm nên việc phi thường. Người đã gia nhập thiên địa hội phải hứng khởi sung phong làm việc nghĩa trừ hại cho dân, mà ngươi cũng chỉ nghĩ đến mình, thì đâu phải là hành vi cũng những bậc anh hùng hào kiệt. Vì tiểu bảo nghe bốn chữ, anh hùng hào kiệt, lại nhớ tới thầy đồ giảng sách nói đến những bậc đại anh hùng. Gã phấn khởi đáp đúng thế, lời giáo huấn của sư phụ thật là đích đáng, dù phải chém đầu, Vỡ mặt thì 18 năm sau mới lên trang hảo hán. Đây là nói về những anh hùng hảo hán phải đưa ra pháp trường hành tội. Vì tiểu bảo chỉ nhớ lõm bõm, nói năng tuy không đắc thế, nhưng quần hào cũng vỗ tay ran sảnh đường. Trần Cận Nam mỉm cười nói làm hương chủ là một đại hỷ sự, chứ không phải điệu ra pháp trường chém đầu. Người hãy coi chín vị hương chủ ai cũng hoan hỉ vui tươi, người phải bắt trước các vị mới được quan an cơ đến trước vi tiểu bảo chắp tay nói thuộc hạ là quan an cơ xin thăm kiến hương chủ của bản đường vi tiểu bảo quay lại hỏi trần cận nam tiểu tử phải làm sao bây giờ trần cận nam đáp người đáp lễ đi vi tiểu bảo chắp tay đáp lễ nói quan phu tử quan phu tử mạnh giỏi a à. trần cận nam nừng cười nói ba chữ quan phu tử là trong anh em lúc bình thời mới kêu đến ngoại hiệu đó còn khi chính thức thi lễ thì phải kêu bằng quan nhị ca Vi tiểu bảo liền đổi lại kính chào quan nhị ca, lần này lý lực thế bị quan an cơ tranh phần thi lễ trước, liền tiến lên làm lễ tham kiến. Chín vị hương chủ cũng thứ tự làm lễ ra mắt vi tiểu bảo. Quần hào trở vào sảnh đường, tổng đà chủ và mười vị đường chủ thương nghị việc lớn. Thanh mộc đường đứng đầu hậu ngũ đường, kể cả tiền ngũ đường thì thanh mộc đường ở hàng thứ sáu trong thiên địa hội. Chỗ ngồi của vi tiểu bảo là ở ghế đầu mé hiếu. Hương chủ xích hỏa đương dâu bạc trùng xuống trước ngực phải ngồi ở mé dưới gã. Bọn lý lực thế, quan an cơ lui ra ngoài hết. Trong sảnh đường chỉ còn lại Trần Cận Nam và Mười Hương chủ, cả thầy 11 nhân vật đầu não trong thiên địa hội. Trần Cận Nam trỏ cái ghế giữa bỏ trống nói, đây là tòa vị của Chu Tam Thái Tử. Ông lại trỏ cái ghế ở bên nói, đây là tòa vị của Trịnh Vương Gia ở Đài Loan. Khi thiên địa hội chúng ta tụ hội mà hai vị đó vắng thì ghế bỏ không? ông giải thích mấy câu này cho vi tiểu bảo hiểu rồi nói tiếp xin các vị huynh đệ hãy đem tình hình các tỉnh ra tường vật lại trước hội nghị năm phòng trước gồm có năm đường phòng đầu là liên hoa đường cai quản tỉnh phúc kiến phòng thứ hai là hồng thuận đường cai quản tỉnh quảng đông phòng thứ ba là gia hậu đường cai quản tỉnh quảng tây phòng thứ tư là tham thái đường cai quản tỉnh hồ nam hồ bắc phòng thứ năm là hoành hóa đường cai quản tỉnh chiết giang năm phòng sau thì phòng đầu là Thanh Mộc Đường, cai quản tỉnh Giang Tô. Phòng thứ hai là Xích Hỏa Đường, cai quản tỉnh Quý Châu. Phòng thứ ba là Tây Kim Đường, cai quản tỉnh Tứ Xuyên. Phòng thứ tư là Huyền Thủy Đường cai quản tỉnh Vân Nam. Phòng thứ năm là Hoàng Thổ Đường cai quản tỉnh Hà Nam, miền Trung Châu. Chú thích của tác giả, trong thiên địa hội quả có tiền ngũ phòng, hậu ngũ phòng, tức thập đường. Thái Đức Trung, Phương Đại Hồng. Mã Siêu Hưng cũng có tên trong lịch sử và địa khu quản hạt cũng đúng như sách sử chép. Từ đây sắp xuống để tiện việc tự xử trong tiểu thuyết, dù có sự canh cải, xin miễn thuyết minh. Nhắc lại Thái Đức Trung nghe Tổng Đà Chủ Bảo trình bày về công việc các tỉnh y liền đem nội vụ của thiên địa hội ở tỉnh Phúc Kiến ra trình bày. Tiếp theo là Phương Đại Hồng trình bày nội vụ tỉnh Quảng Đông. Vì tiểu bảo nghe một lúc nhưng chẳng hiểu gì và không cảm thấy mảy may hứng thú đến những người sau gã nghe tai nọ sọ ra tai kia. Trong lòng gã liền nghĩ về chuyện đánh bạc vui chơi, mãi đến lúc hương chủ huyền thủy đường là hậu tứ phòng là lâm vinh siêu thiết trình về tỉnh Vân Nam bằng giọng nói rất hùng hồn, miệng không ngớt thoá mà. Vì tiểu bảo mới chú ý lắng nghe, gã nghe lâm nói tên đại hán gian ngô tam quế chỗ nào cũng chống đối bọn ta. Từ năm ngoái đến năm nay chưa được 10 tháng mà anh em đã lên tới số 179 vị bị quân chó đẻ giết chết. Còn mẹ nó, lão gia cùng tên cầu tặc quyết chẳng đội trời chung, thuộc hạ đã mấy phen phái người đi hành thích, nhưng chung quanh tên hán gia này rất nhiều cao nhân. Cả ba lần hành thích đều bị mất tay, hắn trỏ vào cánh tay trái buộc treo lên cổ, nói tiếc mùa xuân đầu năm nay, con bà nó, lão gia lại bị chặt một cánh tay. Tên đại hán gia này làm ác đã nhiều, tất có một ngày toàn gia hắn bị thiên địa hộ chúng ta băm nát ra như tương. Vừa nghe nói đến mô tam quế mọi người khí tức sông lên tận cổ, vì Tiểu Bảo khi còn ở Dương Châu đã nghe người ta nói đến Ngô Tam Quế dẫn quân thanh qua ải vào cướp Giang Sơn của người Hán. Ngô Tam Quế là tên tội đầu trong bọn khát đát đến thành Dương Châu gian dâm phụ nữ, cướp của đốt nhà. Ngô Tam Quế giúp nhà Mãn Thanh đánh thiên hạ được phong làm Bình Tây Vương, vĩnh viễn chấn thủ ở Vân Nam. Người Hán nào nghe nhắc đến ba chữ Ngô Tam Quế cũng nghiến răng căm hận. Bây giờ vì tiểu bảo nghe vị lâm hương chủ này ngoác miệng ra mà thoá mà ngô tam quế cũng không lấy chi là kỳ. Lâm vi siêu mở đầu thoá mạ rồi tám vị hương chủ kia cũng lên tiếng chửi bới. Bọn họ nguyên là quân nhân, mấy năm gần đây trà trộn vào trốn giang hồ, giọng nói thô lỗ đã quen. Giờ ở trước mặt tổng đà chúa đã cố gắng giữ mồm giữ miệng. Bây giờ mà cất tiếng thoá mạ không còn ai giữ lịch sự nữa. Vì tiểu bảo cả mừng gã nghe những lời thô tục khác nào cá gặp nước không nhịn được cũng chõ miệng và chửi bới về cách thoá mạ thì vi tiểu bảo so với chín vị hương chủ gã còn có phần lắm điều hơn mỗi câu gã đi đường quanh tuôn ra nhiều từ ngữ rất khác lạ còn chín vị hương chủ bất quá chỉ bi bô một hồi nên không tinh tế bằng gã trần cận nam xua tay nói đủ rồi đủ rồi trong thiên hạ kể có hàng ngàn hàng vạn người thoá mã ngô tam quế nhưng thằng cha đó vẫn làm bình tây vương bình yên vô sự. Thoá mã thế nào cũng không làm cho hắn chết được, mà hành thích cũng không phải là một biện pháp để thâu lượm kết quả hay. Hương chủ hoành hóa đường là lý thức khai, người thấp lùn, gầy nhom tiếng nói nhỏ nhẹ thoá mà cũng không nhiều lời bây giờ lại lên tiếng. Theo ngu kiến của thuộc hạ thì dù chúng ta có kéo đại quân đến Vân Nam giết được Ngô Tam Quế đi nữa cũng chẳng được lợi gì mấy cho đại cuộc. Ngô Tam Quế là một tên hán gian. Tội nghiệt rất thâm trọng mà chém một đao kết quả tính mạng hắn thì không khỏi làm phước cho hắn. Trần Cận Nam gật đầu nói, lời nói của Lý Hương Chủ thật là hữu lý. Không hiểu Lý Hương Chủ có cao kiến gì chăng? Lý thức khai đáp, đây là một công cuộc trọng đại, cần phải đông anh em thương nghị kế hoạch lâu dài. Thuộc hạ cũng không nghĩ ra được diệu kế gì, xin nghe lời minh thị của Tổng Đà Chủ. Trần Cận Nam nói, Lý Hương chủ thốt ra lời, đây là một công cuộc cực kỳ trọng đại, cần phải thương nghị kế hoạch lâu dài, cũng đủ tỏ ra là cao kiến rồi. Người ta thường nói, nhất nhân kế đoạn, nhị nhân kế trường, chúng ta những mười người. Ồ không phải, mười một người, hãy yên lặng mà suy nghĩ kỹ càng thì được thêm nhiều ý kiến chúng ta mà giết được ngô tam quế thì chẳng những trả thù được cho các vị huynh đệ trong thiên địa hội bị hắn giết chết, mà còn dừa hận cả cho hàng ức hàng vạn đồng bào người Hán bị hắn tàn hại. Việc này bản tòa suy nghĩ đã lâu, ngô tam quế đã thâm căn cố đế ở tỉnh Vân Nam, thế lực to lớn. Nếu chỉ lấy sức của thiên địa hội mà chống đối hắn thì e rằng không đánh hắn được. Lâm Vĩnh Siêu nói, muôn ngàn lưỡi đao liều mạng với hắn thì chỉ cần đâm chúng một nhát. Thái Đức Trung nói, Lâm Hương Chủ đã đâm rồi đó mà Ngô Tam Quế có ngã đâu, chính mình lại bị chặt tay. Lâm Vĩnh Siêu tức giận hỏi, lão mặt sát ta phải không? Thái Đức Trung biết mình lỡ lời liền cười đáp, tiểu đệ nói đùa vậy thôi. Lâm Hương Chủ đừng nổi nóng. Trần Cận Nam thấy Lâm Vĩnh Siêu có ý bất bình, liền an ủi. Lâm Hiền Đệ, bao nhiêu anh hùng hảo hán trong thiên hạ ai cũng cầu mong được ra tay giết Ngô Tam Quế một mình lâm hiền đệ toan gánh lấy trọng trách mà hàng vạn anh em trong thiên địa hội đồng tâm hiệp lực chưa chắc đã làm nổi lâm vĩnh siêu nói tổng đà chúa nói phải lắm hắn có vẻ đã nguôi giận trần cận nam lại nói bản tòa xem ra muốn làm nên đại sự này chúng ta cần liên lạc với các môn phái các bang hội trên trốn giang hồ đồng mưu cử sự ngô tam quế ở tỉnh vân nam trong tay nắm mười mấy vạn tinh binh dưới có biết bao mãnh tướng chứ không phải tầm thường muốn giết một mình hắn chưa hẳn đã là vấn đề cực kỳ nan giải nhưng muốn chu lục toàn gia hắn tận sát bọn thủ hạ giúp hắn làm điều tàn ác thanh trừ bọn đại hán gian tiểu ác tặc thì lực lượng một mình thiên địa hội chúng ta không thể làm nổi lâm vĩnh siêu vỗ đùi la lên phải lắm phải lắm anh em thiên địa hội chúng ta bị ngô tam quế tàn sát rất nhiều mà nay chỉ giết được một mình hắn thì sao đủ thương mạng. quần hào nghe nói đến chu diệt toàn gia ngô tam quế cùng tận sát bọn thủ hạ tàn ác đều lấy làm khoan khoái, phấn khởi tinh thần. Nhưng chỉ một lát mọi người lại ngơ ngác nhìn nhau và nghĩ thầm trong bụng, công cuộc này thật khó khăn vô cùng. Thái Đức Trung nói, Thiếu Lâm và Võ Đương là hai phái người nhiều thế lớn, Võ Công lại cao thâm. Vậy nhất định chúng ta phải liên lạc với họ. Hương chủ Hoàng Thổ Đường là Diêu Tất Đạt Ngần Ngừ nói, Phương trưởng Chùa Thiếu Lâm là minh tính đại sư là một nhân vật danh vọng cực cao trong Võ Lâm, nhưng đại sư lại là người chỉ trọng lão thành, không muốn đắc tội với quan nha. Mấy năm nay đại sư còn đưa ra một điều luật nghiêm cấm tục ra đệ tử không được hạ sơn một cách khinh suất vì sợ gây nên tai vạ. Việc liên lạc với phái thiếu lâm e rằng trung gian còn có nhiều điều khó khăn. Hương chủ tham thái đường cai quản địa hạt Hồ Quảng là Hồ Đức Đệ gật đầu nói, phái võ đường cũng không khác mấy. Quán chủ chùa Châu Võ là Vân Nhạn đạo nhân và sư huynh là Vân Hạc đạo nhân cùng nhau có mối bất hòa đã lâu. Hai người chỉ để tâm vào việc tranh đấu với nhau, tìm cách chia sẻ bọn đệ tử của đối phương. Việc cấu kết này e rằng, y không nói thêm nữa nhưng mọi người đều hiểu rằng hai đạo nhân Vân Nhạn và Vân Hạc đều không muốn hành động với Thiên Địa hội. Lâm Vĩnh Siêu nói, nếu không được hai phái Thiếu Lâm, Võ Đương tham dự vào công cuộc này thì chúng ta tự làm lấy trần cận nam nói vụ này không nên nóng này trong võ lâm nào phải chỉ có hai phái thiếu lâm và võ đương quần hào đều xôn xao nghị luận có người bảo hoặc giả phái nga mi chịu tham dự người lại nói cái bang trước nay dốc lòng trung nghĩa trần cận nam nghe quán hào bàn bạc hồi lâu rồi nói nếu mười phần không ăn chắc chín thì chúng ta chớ có đưa đề nghị ra với họ phương đại hồng nói dĩ nhiên là thế mời mà người ta không chịu thì chẳng những bẽ mặt mà còn làm mất thể diện cho thiên địa hội nữa. Trần Cận Nam nói, mất thể diện còn là việc nhỏ, nhưng tiếng tăm tiết lộ ra ngoài để ngô tam quế hay tin mà đề phòng là mình đành thúc thù. Đó mới là vấn đề trọng đại lý thức khai nói, vì đây là vấn đề quan trọng vậy, ai muốn liên lạc với bang phái nào cần phải được tổng đa chủ đồng ý trước, không ai được tùy tiện hành động. Mọi người đồng thanh, như thế là phải. Quần hào lại thương nghị lúc nữa rồi chán cận nam tuyên bố, hiện giờ chưa quyết định được phương sách gì. Vậy ba tháng sau các vị huynh đệ lại đến thành trường xa tỉnh Hà Nam để hội họp. Tiểu bảo, ngươi hãy trở về thanh công. Công việc của thanh mộc đường tạm thời để hai vị lý lực thế và quan an cơ xử lý. Hội nghị trường xa ngươi cũng không cần phải đến, vì tiểu bảo đáp lại bằng một tiếng, giả, dạ, nhưng trong bụng gã nghĩ thầm, thế này há chẳng phải là qua sông chặt gãy cầu trần cận nam dắt tay vi tiểu bảo về xương phòng nói trên thiên kiều ở kinh thành có một lão bán thuốc cao họ từ người khác bán thuốc cao toàn là màu đen còn thuốc cao của lão từ thì lại nửa đỏ nửa xanh người có việc gì liên lạc với ta thì cứ đến thiên kiều kiếm lão họ từ người hỏi lão ta lão có thuốc khử thanh ác độc cùng thuốc cao khử thanh phục minh không lão đáp có đủ nhưng đắt lắm phải ba lạng hoàng kim ba lạng bạch vân mới mua được khi đó người hỏi lão, năm lạng hoàng kim, năm lạng bạch ngân lão có bán không? Như vậy lão sẽ biết ngươi là ai? Vì tiểu bảo nghe Trần Cận Nam nói vậy rất lấy làm thú vị, cười hỏi, người ta đòi có ba lạng mà sao sư phụ lại bảo trả giá những năm lạng, há chẳng lạ lắm ư? Ừ. Trần Cận Nam mỉm cười đáp đó là khẩu hiệu để khỏi nhận lầm trong trường hợp có người đến mua thuốc cao thật sự. Ông nói tiếp từ lão nghe ngươi trả giá năm lạng hoàng kim, năm lạng bạch ngân sẽ hỏi lại, tại sao lại trả đắt như vậy? Thì người đáp, không đắt đâu, không đắt đâu, chỉ cốt sao cho mắt sáng lại được thì tại hạ quyết làm thân châu ngựa, đền nghỉ chúc mai, cũng không phải là quá. Lão Tử sẽ đọc câu, địa chấn cao cương, nhất phái khê sơn thiên cổ tú. Người đáp lại, môn triều đại ải tam hợp hà thủy vạn niên lưu. Hai câu này nghĩa là, đất chấn non cao, khe suối một dòng truyền vạn kiếp, cửa trong biển cả lòng sông ba ngà chảy muôn năm. Trần Cận Nam lại dặn tiếp, lão từ hỏi, hoa hồng bên đình ở đường nào? Người đáp, thanh mộc đường. Lão từ hỏi, trên đường thắp mấy nén hương? Người đáp, năm nén. Tháp năm nén hương tức là chức hương chủ, lão cũng là hội viên bản hội, nhưng chức vị còn kém ngươi nhiều. Ngươi có việc gì cứ giao lão làng vì tiểu bảo nhất nhất ghi lòng. Trần Cận Nam cùng gã diễn lại một lượt, không sai chữ nào trần cận nam lại nói từ lão tuy chức vị không cao nhưng võ công rất giỏi ngươi không nên vô lễ với lão vì tiểu bảo vâng lời trần cận nam lại truyền thụ cho vi tiểu bảo một ít khẩu quyết về võ công rồi bảo gã tiểu bảo ta và ngươi đều có việc lớn trong mình không thể tụ hội với nhau lâu được bữa nay ngươi trở về thanh công nói là bị bọn cường nhân bắt đem đi rồi ban đêm ngươi dùng kế giết tên quân canh trốn về cung nếu có người bảo ngươi dẫn quân đến chóc nã thì ngươi dẫn quân tới đây. Chúng ta đem thủ cấp ngao bái chôn ở sau vườn rau. Ngươi dẫn chúng ra đào lên là chúng không nghi ngờ gì nữa. Vì tiểu bảo hỏi, khi đó các vị ở đây bỏ hết đi rồi phải không? Trần Cận Nam đáp, ngươi đi rồi, anh em sẽ giải tán ngay, ngươi bất tất phải quan tâm. Ông xoa đầu vi tiểu bảo nói, tiểu bảo, ta mong ngươi là một đứa nhỏ ngoan ngoãn khi nào rảnh việc ta đến kinh thành truyền thụ võ công cho ngươi. Vì tiểu bảo đáp, dạ, xin đa tạ sư phụ. Trần Cận Nam nói, được rồi, thôi ngươi đi đi, bọn thát đát rất xảo quyệt. Tùy ngươi là người thông minh nhưng phải cẩn thận lắm mới được. Vì tiểu bảo nói, sư phụ ơi, đệ tử ở trong cung buồn lắm, đến bao giờ mới được theo sư phụ bôn tàu giang hồ. Trần Cận Nam chăm chú nhìn vào mặt gã, đáp, người chịu khó nhẫn nại vài năm, lập nên công lớn cho bản hội nán chờ mấy năm, thanh âm ngươi biến đổi, dâu cũng mọc ra, không thể làm thái giám được nữa. Khi đó hãy rời khỏi thanh cung, ban đầu vi tiểu bảo lấy làm buồn dầu, sau gã xoay chuyển ý nghĩ, tự nhủ ta ở trong cung muốn làm việc hay việc giờ thì làm, quần hào chẳng ai hay biết. Họ muốn chốt phế môi hương chủ của ta không phải chuyện dễ. Sau này ta lớn tuổi, luyện võ công đến chỗ thành tựu, khi đó thường họ không phế bỏ mình nữa gã nghĩ tới đây cảm thấy khoan khoái trong lòng, vì tiểu bảo tìm đến chỗ Mao Thập Bát để ngỏ lời từ biệt. Mao Thập Bát chưa biết việc gã gia nhập thiên địa hội và làm hương chủ thanh mộc đường nên hắn hỏi lui hỏi tới ra chiều rất thân thiết. Vì tiểu bảo cũng không nói rõ, lúc này thanh gươm trùy thù cùng đồ vật của vi tiểu bảo bị đoạt mất đã đem lại trả cho gã. Trần Cận Nam sai người lấy ngựa cho vi tiểu bảo, chính ông thân hành đưa chân ra ngoài cửa. Bọn lý lực thế, quan an cơ cùng anh em trong thanh mộc đường tiễn chân vi tiểu bảo ra ngoài ba dặm vì tiểu bảo hỏi rõ đường về bắc kinh gã dục ngựa rong ruổi cho đến lúc trời xế chi yêu về tới thanh cung lập tức vào ra mắt hoàng đế vua khang hy đã hay tin ngao bái bị vi tiểu bảo đâm chết trong nhà tù nhà vua cho là gã bị đồng đảng của ngao bái cướp đem đi tất phải giữ nhiều lành ít từ lúc xảy chuyện vi tiểu bảo bị cướp đem đi Thanh đình đã phái quan binh đi sục sạo tìm chóc nã dư đảng của Ngao Bái tra hỏi. Số người bị bắt rất nhiều mà không điều tra ra được manh mối chi hết. Vua Khang Hy nghe tin Vi Tiểu Bảo trở về một cách đột ngột thì vừa kinh hãi vừa mừng thầm, vội truyền chỉ cho vào bệ kiến. Vì Tiểu Bảo vừa tiến vào phòng, nhà vua đã hỏi ngay Tiểu Quế Tử: Ngươi, ngươi làm sao mà trốn về được? Vì Tiểu Bảo trong khi đi đường đã nghĩ ra một thiên hoang đường để giải thích. Bây giờ gã liền đem chuyện mình bị cường nhân bắt trong trường hợp nào và bỏ vào thùng táo ra sao? Gã thuật lại đúng, vì chỗ này không cần bịa đặt sau gã nói đến bọn gian đảng thiết linh vị tế điện, dùng thủ cấp nhân vật thứ nhất làm đồ tế và tạm thời chưa giết gã. Chúng choi gã lại đem giam vào trong phòng tối. Gã liền nhân lúc canh khuya cọ cho đứt dây chói rồi giết tên quân canh trốn ra. Gã còn bịa chuyện phải ẩn núp trong bụi cỏ rậm để trốn lệnh truy binh gã cướp được ngựa trong trường hợp nào rồi theo đường quanh trở về ra sao? Gã đã tạo ra một thiên cố sự rất linh động. Hồi 33, trong quán trà đồng hội đưa tin, vua Khang Hy nghe vi tiểu bảo thuật chuyện rất lấy làm thích thú, ngài vỗ vai gã ban khen, tiểu quế tử. Người thiệt là tài tình, nhà vua lại nói, phen này ngươi vất vả quá, vì tiểu bảo tông, muôn tâu thánh thượng, bọn dư đảng của ngao bái thế lực lớn mạnh không phải tầm thường lúc nô tài trốn đi đã ghi nhớ đường lối, bây giờ có nên dẫn binh mã rượt theo không? Vua Khang Hy cả mừng phán, tuyệt diệu, người đi kêu sách ngạch đồ dẫn năm ngàn binh mã cùng ngươi rượt theo chóc nã. Vì tiểu bảo lui ra, sai người đến thông chi cho sách ngạch đồ. Sách ngạch đồ nghe tin vi tiểu bảo bị bọn thủ hạ ngao bái bắt đi trong lòng đang buồn bã vì ở trong cung lão thiếu mất một tay viện trợ rất đắc lực. Tùy lão nuốt trôi được 45 vạn lạng bạc, nhưng chỗ mất Vi Tiểu Bảo là việc trọng đại, được số bạc kia không đủ bồi đắp. Đột nhiên lão nghe Tiểu Quế Tử trốn về, tinh thần lão vô cùng phấn khởi, vội dẫn binh mã cùng Vi Tiểu Bảo đi chóc nã dư đảng của Ngao Bái. Đi được nửa đường thì Khang Thân Vương đã sai người đưa con ngọc hoa thông đến cho Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo cưỡi tuấn mã càng tỏ vẻ hiên ngang. Khi đoàn người ngựa đến chỗ thiên địa hội tụ họp thì dĩ nhiên không còn một bóng người nào sách ngạch đồ hạ lệnh sục tìm khắp nơi, lát sau có người dân thủ cấp của ngao bái đem ra. Chúng lại thấy cả tấm linh bài trên đề hàng chữ Đại Thanh Thiếu Bảo Ngao Bái Đại Nhân Linh Chi Vị, ngoài ra còn mấy bức đối chương viếng Ngao Bái, dĩ nhiên những thứ này do bọn Trần Cận Nam cố ý tạo ra. Sách ngạch đồ trở về Bắc Kinh đem theo thủ cấp, linh bài cùng những đối viếng Ngao Bái Tâu Trình Hoàng Thượng, tự cho là mình lập được công lớn vua Khang Hy sai lão tiếp tục để tâm dò xét dư đảng của Ngao Bái. Đồng thời nhà vua ban lời khen thường, vì tiểu bảo chỉ cười thầm trong bụng, gã về phòng mình kiểm lại những tấm ngân phiếu cộng được 46 vạn 6 500 lạng bạc, trong lòng khoan khoái vô cùng. Nguyên sách ngạch đồ muốn lấy lòng vi tiểu bảo nên đáng lẽ phần gã có 45 vạn lạng, lão thêm vào hơn một vạn lạng nữa. Vì tiểu bảo coi đi coi lại mấy chục tấm ngân phiếu rồi cất đi gã lấy cuốn luyện võ công căn bản của Trần Cận Nam giao cho, chiếu theo bí quyết ngồi xếp bằng rèn luyện. Nhưng gã mới luyện được nửa giờ thì thấy tinh thần mỏi mệt liền lăn xuống giường ngủ thiếp đi. Hôm sau thức dậy, gã vào ngự thư phòng trầu hầu hoàng đế xong về nhà ngồi luyện công. Chẳng được bao lâu gã lại ngủ đi, nguyên công phu nhập môn của Trần Cận Nam rất khó luyện. Nếu không có nghị lực thì khó mà đạt thông được đệ nhất quan. Vì tiểu bảo là người thông minh lỗi lạc, nhưng thiếu phần nghị lực. Gã mới luyện đệ nhất thức đã thấy khó khăn vô cùng, đâm ra buồn ngủ. Lúc tỉnh dậy thì đã nửa đêm, gã nghĩ thầm, sư phụ bảo mình luyện võ nhưng công phu của lão gia thì chẳng có thú vị chi hết. Gã dậy mở cuốn sách thấy một bên khuyên tròn, một bên đầy những chữ nhỏ chi chít. Trong 10 chữ có đến 9 chữ rưỡi không hiểu, gã buông tiếng thở dài rồi gấp sách lại. Nguyên Trần cận nam liệu việc rất kín đáo. Nhưng trong việc này ông đã phạm vào câu, bậc trí giả lo nghĩ ngàn điều, tất có một điều sai chật. Ông quên chưa hỏi Vi Tiểu Bảo có biết chữ hay không. Ông thấy đứa nhỏ hơn 10 tuổi lại rất thông minh, dĩ nhiên tưởng gã biết chữ rồi. Những bí quyết trong cuốn sách này toàn là những câu thiền cận dễ hiểu, xem đến là có thể hiểu ngay. Trong lúc thàng thốt lại mắc bận vô số công việc, ông chưa kịp giải thích kỹ lưỡng cho gã nghe. Không ngờ Vi Tiểu Bảo lại mù chữ. Trong sách viết rõ cả những chỗ lúc luyện công mà buồn ngủ phải làm thế nào để phấn khởi tinh thần, nhưng Vi Tiểu Bảo ngay cửa quan thứ nhất đã không qua được rồi. Vi Tiểu Bảo nằm trên giường bụng bảo dạ, lần sau mình gặp sư phụ, lão già điều tra thấy mình luyện công chậm tiến, chắc phải buồn bực. Gã ngồi dậy mở sách ra coi theo phép ngồi tu luyện, nhưng chẳng bao lâu, mí mắt lại nặng trĩu buồn ngủ. Gã lẩm bẩm, sư phụ ta là người rất tốt, nhưng công phu của lão gia lại không hứng thú bằng lão con rùa. Gã nghĩ tới công phu của Hải lão công, bất giác tinh thần phấn chấn, gã liền lấy cuốn kinh gì đó của Hải lão công đem ra, cứ theo đồ hình mà ngồi luyện. Gã ngồi một lúc đã thấy lùm nhiệt khí từ huyệt đan điền từ từ bốc lên thì nghĩ bụng, sư phụ đã nói sau khi luyện công ở bụng dưới có lùm nhiệt khí mà sao mình theo đồ hình của lão gia ngồi luyện mãi mà vẫn chẳng thấy nhiệt khí đâu? LNS theo lối luyện công của lão con rùa thì nhiệt khí lại bốc lên ngay mới thật là kỳ. Gã nhìn vào cuốn di thư của hải lão công cho luồng nhiệt khí chạy theo những đường dây vẽ trên hình người rồi cảm thấy trong mình rất khoan khoái dễ chịu. Khi nào luồng nhiệt khí đến chỗ bế tắc không đả thông được gã liền theo bí quyết dẫn dụ của Trần Cận Nam là đả thông được luồng chân khí chu lưu ngay. Vì tiểu bảo mới luyện được 9 ngày đã thuộc đồ hình thứ nhất mà hải lão công để lại, nhưng phương pháp sử dụng gã lại theo những điều mà trần cận nam đã truyền thụ cho cứ mỗi lần gã chiếu theo những đường dây đỏ vẽ trong đồ hình thúc đẩy chân khí chạy hết một vòng là người gã lại ướt đẫm mồ hôi xu hế. mồ hôi làm ướt đầm cả chăn đệm sau đó gã cảm thấy khoan khoái vô cùng thân hình nhẹ lâng lâng như muốn bay bổng lên không gã cho là môn võ công thượng thẳng tu luyện phải như vậy thực ra vô hình chung gã đưa hai môn võ công hòa hợp vào làm một nguyên hai môn võ này đều là những môn cực kỳ tinh vi ảo diệu. Những người sơ học tất có minh sư chỉ dạy và phải mất mấy năm cũng chưa thành công và không ai dạy lẫn lộn như vậy. Nhưng vị già sư phụ của vi tiểu bảo đã chết rồi mà vị chân sư phụ lại không ở bên cạnh gã, nên gã nghĩ sao cứ thế mà luyện. Trần Cận Nam có ngờ đâu vi tiểu bảo không biết văn tử trong sách đã thuyết mình, thành ra đầu mô mình sở rối loạn xa ngầu mà lại biến thành một môn võ học kỳ dị xưa nay chưa từng có nên biết môn võ mà hải lão công để lại thuộc về đường âm mưu quái gì nó học rất dễ dàng mà lại hợp với thiên tính của vi tiểu bảo còn yếu tố thứ ba nữa là người đã học võ công của hải lão công chẳng được nhiều cũng được ít tuy những điều sở học của gã có phần sai chật nhiều hơn phần đúng cách xong vẫn là một đường lối nên hợp vào với những điều truyền dạy của trần cận nam ăn khớp được ngay tỉ như một người học sách không biết được chữ nào thì thôi nhưng đã biết được chút ít mà bảo quên sạch quên cả đến chữ nhất chữ nhị cũng không nhận ra là một chuyện chẳng thể nào có được hoặc giả có người bị thương ở bộ óc bao nhiêu việc cũ đều quên sạch thì còn có lý chứ người học chữ đã biết đọc biết viết thì không thể quên hết được vì tiểu bảo luyện được môn võ công cổ quái và nó đã gắn liền vào trong người gã như huyết nhục trong thân thể thì chẳng tài nào gột rửa cho sạch được vì tiểu bảo luyện xong đồ hình thứ nhất gã luyện sang đồ hình thứ hai càng thêm thích thú từ đồ hình thứ ba thứ tư trở đi gã liên tục rèn luyện như ngựa không dừng vó. Hay ở chỗ ban ngày vi tiểu bảo chỉ đến ngự thư phòng cháu hầu vua khang hy mấy giờ, thì giờ nhàn rỗi của gã rất nhiều. Công việc thượng thiện giám đã có bọn thái giám thủ hạ lo liệu hết. Hàng tháng cứ đến ngày mùng 2 và ngày 16 là tên thái giám quản sự lại đưa 2.000 lạng bạc đến nhà cho vi tiểu bảo. Đó là món tiền lời trong công việc mua bán quản sự cứ đúng kỳ nộp cho vi tiểu bảo sách ngạch đồ đã làm thay vi tiểu bảo việc chia mấy vạn lạng bạc cho bọn phi tần, bọn thái giám, thị vệ có quyền thế ở trong cung rồi. Vì tiểu bảo đã bôi mép bọn chúng lại được vua Khang Hy cực kỳ sủng ái, nên mấy tháng nay gã ở trong cung ai cũng yêu mến, khen ngợi hết lời. Bất cứ người nào gặp gã cũng niềm nở đón tiếp, thu qua đông tới, khí trời mỗi ngày một thêm giá lạnh. Một hôm vi tiểu bảo ở ngự thư phòng ra sực nhớ tới lời dặn của Trần Cận Nam. Gã tự nhủ, sư phụ đã dặn ta khi có việc thì đến thiên kiều kiếm lão họ từ bán thuốc cao để liên lạc. Tuy hiện giờ chưa có việc gì, nhưng ta thử đến đó coi xem thế nào. Không chừng sư phụ đến Bắc Kinh rồi mà mình không biết là lỡ mất dịp để học võ công. Vì tiểu bảo liền ra cửa công chuyển qua mấy đường phố lớn thì thấy trong quán trà có thầy đồ đang giảng sách. Gã liền tiến vào quán kêu pha cho một bình trà rồi ngồi xuống uống nước thầy đồ đang giảng anh liệt chuyện về vụ chu nguyên trương cùng trần hữu lượng đại chiến trên hồ bà dương chu điện đã bổng chu nguyên trương đổi thuyền thế nào trên chiếc thuyền của trần hữu lượng pháo nổ ra sao chiếc thuyền trước của chu nguyên trương bị bể tan tành thế nào bao nhiêu tình tiết này vi tiểu bảo đã biết hết kể ra thầy đồ này giảng không hay lắm nhưng vi tiểu bảo cũng ngồi nghe đến quá nửa giờ thì trời vừa tối thế là bữa nay gã không đến thiên kiều nữa đến ngày thứ hai thứ ba thủy trung vẫn không đi được mỗi tối lúc đi ngủ vi tiểu bảo lại tự hẹn với mình hôm sau đến kiếm từ lão đầu nhưng thủy trung gã vẫn không đến thiên kiều ngày thì đi gieo thò lò ngày lại đến nghe giảng sách nếu không thì gã ra chợ vung phí tiền bạc thực ra trong thâm tâm vi tiểu bảo lúc nào cũng sợ hãi trần cận nam gã đã không muốn luyện môn võ công của ông truyền cho rồi không muốn gặp mặt ông nữa gã liệu trước khi gặp sư phụ tất bị người thống trách một trận nên thân không chừng còn chuất phế ngôi hương chủ thanh mục đường nữa là khác. Ít bữa nay vi tiểu bảo ở Hoàng Cung ăn chơi sung sướng. Thực ra làm thái giám còn đắc ý hơn chức hương chủ xú chủ gì đó. Có điều gã tự biết ý niệm này chẳng tốt đẹp gì, rồi gã không dám nghĩ nhiều nữa. Gã tự nhủ mình đã không có việc gì thì đến kiếm từ lão làm chi để tiết lộ cơ mật. Cái mạng nhỏ xíu của mình có chết cũng không đáng kể, nhưng làm liên lụy đến thiên địa hội là một việc trọng đại ngày tháng thoi đưa, vi tiểu bảo tiếp tục cuộc sống ở trong hoàng cung như vậy hơn một tháng nữa. 72 bức họa đồ của hải lão công để lại, gã đã luyện xong được 21 bức. Gã cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, chân bước mau chóng thì trong lòng vui sướng vô cùng. Một hôm gã lại đến quán trà để nghe thầy đồ giảng về anh liệt truyền. Chủ quán thấy gã là một vị thái giám trong cung lại thường nhiều tiền, nên ngày nào y cũng dành một chỗ ngồi tốt nhất cho gã và pha một bình hương trà thượng hảo hạng đưa đến. Miệng y niềm nở một điều quế công công, hai điều quế công công. Vì tiểu bảo ít lâu này được người ta nịnh bợ quen rồi, chủ quán nịnh hót gã cũng là sự thường, nhưng nghe vẫn lọt tai. Thầy đồ nói chuyện đại tướng quân từ đạt đeo ấn xuất trinh đuổi quân thát đát ra khỏi mông cổ. Nhưng đây là đất kinh sư, những người cao cả vào trà quán nghe chuyện không phái là ít nên thầy đồ không dám công nhiên nói đến tiếng quân thắt đát. Có điều lão nói rất hùng hồn, miệng phun bọt rãi. Vì tiểu bảo đang chú ý lắng tai nghe, bỗng có một người đến nói, xin lỗi công công, rồi ngồi xuống bên bàn. Vì tiểu bảo trao mày ra chiều khó chịu, người kia khẽ nói, tiểu nhân có lá thuốc cao thượng hảo muốn đem bán cho công công. Mời công công coi đi, vì tiểu bảo quay đầu nhìn lại thì thấy lá cao đặt trên bàn nửa xanh nửa đỏ. Gã động tâm chợt cất tiếng, cao này là cao gì? Người kia đáp đây là thuốc, trừ thanh, ác độc, khiến cho mắt đuôi lại tỏ, lại tỏ là do chữ, phục minh. Y hạ thấp giọng xuống nói tiếp nó còn có tên là thuốc cao khử thanh phục minh. Vì tiểu bảo ngó lại người này thấy y mới ngoài ba chục tuổi cặp mắt sắc sảo nhanh nhẹn chứ không phải lão từ như lời sư phụ dặn thì trong lòng nghi hoặc hỏi lại lá cao này bao nhiêu tiền. Vì tiểu bảo hỏi lại, ta trả 5 lạng hoàng kim 5 lạng bạch ngân có bán không? Người kia đáp, như vậy hóa chẳng đắt quá du. Vì tiểu bảo đáp, không đắt đâu, không đắt đâu, chỉ cần sao trừ thanh khử độc. Mắt lại sáng tỏ có làm thân châu ngựa đền nghỉ chúc mai cũng không phải là quá. Người kia đầy lá cao về trước vi tiểu bảo, nói thầm, mời công công ra ngoài nói chuyện, dứt lời y ra khỏi quán trà. Vì tiểu bảo bỏ 200 đồng tiền xuống bàn rồi lưỡng thưởng bước ra người kia chờ gã ở ngoài quán rồi đi về hướng đông rẽ vào trong hẻm nhỏ rừng bước lại đọc địa chấn cao cương, nhất phái khê thủy thiên cổ tú. Vì tiểu bảo đọc môn triều đại hải, tam hà hợp thủy vạn niên lưu. Rồi gã không chờ người kia nói, gã hỏi trước, hoa hồng bên đình ở đường nào? Người kia đáp, tiểu đệ ở hoành hóa đường. Vì tiểu bảo hỏi, trên đường thắp mấy nén hương? Người kia đáp, ba nén, vì tiểu bảo gật đầu nghĩ bụng chức vị người này còn thấp hơn ta hai bậc. Người kia chắp tay khom lưng thi lễ khẽ hỏi, phải chăng ca ca là vi hương chủ thắp năm nén hương ở thanh mộc đường? Vì tiểu bảo đáp chính thị, gã nghĩ bụng tuổi gã lớn hơn ta nhiều mà kêu ta bằng ca ca nghe cũng dễ chịu. Nhưng sao gã không kêu bằng gia gia hay a à thúc? Người kia tự giới thiệu tiểu đệ họ cao, tên gọi ngạn siêu, ở dưới trướng lý hương chủ từ lâu nay mới gặp mặt thật là đại hành vì tiểu bảo mừng thầm trong bụng cười nói cao đại ca dạy quá lời chúng ta là người cùng một hội hà tất phải khách sáo ngạn siêu nói ở quý đường có vị họ từ bán thuốc ở thiên kiều bữa nay bị đánh thành trọng thương nên đến báo tin cho vi hương chủ vì tiểu bảo giật mình kinh hãi hỏi hồi này tiểu đệ ở trong cung có nhiều việc chưa đến gặp y được y bị thương trong trường hợp nào ai đã đánh y cao ngạn siêu đáp nơi đây không tiện nói rõ mời vi hương chủ đi theo tiểu đệ vì tiểu bảo gật đầu cao ngạn siêu rào bước đi ngay vì tiểu bảo theo sau đi qua bảy tám đường phố đến một ngõ nhỏ cao ngạn siêu tiến vào một tiệm vì tiểu bảo thấy treo biển đề ba chữ nhưng gã không biết chữ nào liền cho là tên tiệm thuốc cũng bước vào theo người trưởng quỹ ngồi ở sau quầy mập thù lù cao ngạn siêu tiến lại gần ghé tai nói khẽ mấy câu trưởng quỹ vâng dạ luôn miệng hắn đứng dậy nhìn vi tiểu bảo gật đầu nói, khách quan đến mua thuốc thượng hảo, xin mời vào. Hắn dẫn hai người vào, đóng cửa lại rồi lật tấm ván mở đường hầm có bậc đá đi xuống. Vi tiểu bảo đi xuống thấy đường hấm tối mò, trong lòng rất đỗi kinh nghi tự hỏi, hai người này không biết có đúng là anh em trong thiên địa hội hay không? Nếu phía trước là phòng làm thịt vi tiểu bảo há chẳng hỏng bét. Nhưng cao ngạn siêu đi theo sau gã, chẳng còn đường lồi nào lui lại được nữa gã đành theo tên trưởng quỹ đi vào đường hầm. May ở đường hầm rất ngắn, mới đi hơn 10 bước, tên trưởng quỹ đẩy cánh cửa mở ra. Bên trong có ánh sáng đèn lọt ra ngoài, vì tiểu bảo bước qua cửa thấy đây là một gian nhà nhỏ chừng 10 thước vuông. Trong nhà có 5 người ngồi, một người nằm trên cái giường thấp, bây giờ lại thêm ba người nữa. Nhà chật như nêm cối cơ hồ không quay trở được, cao ngạn siêu hô chúng vị huynh đệ vì hương chủ ở thanh mục đường đã giá lâm, năm người trong nhà đồng thanh hoan hô, đứng lên khom lưng thi lễ. Nhà hầm chật quá mọi người súng xít vào với nhau một chỗ. Vì tiểu bảo chắp tay đáp lễ, cao ngạn siêu trỏ và người nằm trên trõng nói từ đại ca bị trọng thương không thể đứng dậy hành lễ được. Vì tiểu bảo nói không dám, không dám, gã lại gần thấy người nằm trên giường mặt mũi gian reo mà không còn chút huyết sắc. Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt trên tròm dâu bạc, hãy còn loang lổ vết móng. Gã cất tiếng hỏi, không hiểu ai đã đả thương từ đại ca, phải chăng là bọn nanh vuốt, của quân thát đát, cao ngạn siêu lắc đầu đáp, không phải, đây là người trong mộc vương phủ ở Vân Nam. Vì tiểu bảo kinh hãi hỏi, sao lại người của mộc vương phủ ở Vân Nam, bọn họ, bọn họ là người cùng đường với ta kia mà. Cao ngạn siêu từ từ lắc đầu đáp, phải bẩm hương chủ đại ca sáng sớm hôm nay từ đại ca loạn choạng về đến tiệm thuốc hồi xuân có lắp bắp kể lại người hạ thủ đánh y là hai thanh niên họ bạch trong mộc vương phù. Vì tiểu bảo hỏi, họ bạch ư, dường như họ bạch là dòng dõi của một trong tứ đại gia tướng của mộc vương gia. Cao ngạn siêu đáp, chắc là đúng rồi, theo lời từ đại ca thì bọn họ vì cuộc tranh chấp, ủng đường, ủng quế, mà đi đến chỗ gây lộn rồi xảy cuộc động thủ. Từ đại ca xong quyền khôn địch bốn tay thành bị trọng thương. Vì tiểu bảo nói, hai người đánh một đâu phải là hành vi của anh hùng hảo hán. Đường gì, quế gì, hay là hay là gã nghĩ tới chữ ủng quế, đã tưởng là họ ủng hộ tiểu Quế tử tức là ủng hộ mình. Nhưng gã biết là không phải liền dừng lại, cao ngạn siêu đắc, Mộc Vương phủ là thủ hạ của Quế Vương, còn thiên địa hội chúng ta là thủ hạ Đường Vương ngày trước. Chắc từ đại ca đã cùng họ tranh chấp về danh phận rồi xảy chuyện bất hòa vì tiểu bảo vẫn chưa hiểu lại hỏi thủ hạ quế vương làm sao đường vương thế nào cao ngạn siêu đáp quế vương không phải là chân mệnh thiên tử đường vương chúng ta mới đúng là chân mệnh thiên tử trong nhà có một đạo nhân ngoài năm chục tuổi thấy cao ngạn siêu nói không rõ ràng liền xen vào vì hương chủ ngày trước lý sấm đánh vào thành bắc kinh bức tử sùng trinh thiên tử ngô tam quế dẫn quân thanh vào qua cửa ải để chiếm đoạt giang san gấm vóc của chúng ta các trung thần nghĩa sĩ khắp nơi tới tấp suy tôn con cháu Đức Thái Tổ Hoàng Đế lên làm vua. Trước hết là Phúc Vương ở Nam Kinh lên làm thiên tử. Sau Phúc Vương bị quân thát đát ra hải thì đường vương của chúng ta ở Phúc Kiến lên làm thiên tử. Đường vương đã được quốc tính ra ủng hộ, dĩ nhiên là chân mệnh thiên tử. Ngờ đâu bọn người khác ở Quảng Tây, Vân Nam lại suy tôn Quế Vương lên làm thiên tử. Vậy Quế Vương không phải là chân mệnh thiên tử vì tiểu bảo nói trời không hai mặt nước chẳng hai vua đã có đường vương làm thiên tử thì quế vương lỗ vương không thể làm thiên tử được nữa cao ngạn siêu nói đúng thế vì hương chủ nói rất chi lý đạo nhân nói nhưng bọn người ở quảng tây chiết giang mưu đồ phố cụ ý tranh giành nhau nói là nhân vật được họ ủng hộ mới đúng là chân mệnh thiên tử thế là xảy cuộc tranh chấp kịch liệt đạo nhân thở dài nói tiếp sau đường vương lỗ vương quế vương đều nối tiếp nhau ngộ nạn mấy năm nay trên chốn giang hồ những bậc hào kiệt không quên nhà minh chia nhau đi tìm dòng dõi ba vị vương gia tôn thờ làm chúa mưu đồ công cuộc phản thanh phục minh bọn thủ hạ của quế vương ủng hộ con cháu quế vương thủ hạ lỗ vương ủng hộ con cháu lỗ vương đó là quế phái và lỗ phái bọn họ kêu thiên địa hội chúng ta bằng đường phái đường quế lỗ cả ba phái đều theo đuổi mục đích phản thanh phục minh có điều thiên địa hội chúng ta mới là chính thống, còn quế phái, lỗ phái chỉ là hạng cướp ngôi. Vì tiểu bảo gật đầu nói, tiểu đệ hiểu rồi, bọn mộc vương phủ thuộc về quế phái chứ gì. Đạo nhân đã phải rồi, ba phái này mười mấy năm nay vẫn tranh chấp nhau hoài. Hồi 34, tiểu hương chủ trá hình công tử. Vì tiểu bảo nhớ lại ngày trước đã gặp chị em họ Phương trong mộc vương phủ trên đường đi Tô Bắc, gã đã bị mau thập bát, cầm roi ngựa quất túi bụi tuy trong lòng gã rất bội phục mộc vương gia nhưng phải chịu một trận đòn như từ hôm ấy gã thấy mao thập bát tỏ ra sợ hãi kính cần nên cũng không tức giận gã nói đường vương đã là chân mệnh thiên tử vậy bọn họ không nên tranh chấp nữa mới phải nghe nói mộc vương gia là một nhân vật rất tử tế rất biết điều e rằng sau khi lão nhân gia quy tiên rồi bọn thủ hạ có một số người sinh chuyện rắc rối gã nói câu này trúng vào tâm lý mọi người dưới nhà hầm quần hào đồng thanh hô vì hương chủ nói đúng quá đạo nhân lại lên tiếng anh hùng hảo hán trên trốn giang hồ vì nể mặt mộc vương ra nên hễ thấy lá cờ trắng nhỏ viền màu lam đều tỏ ý kính trọng nhường nhịn do đó mà cả con chó con mèo trong mộc vương phủ cũng kiêu ngạo hợm mình từ đại ca của chúng ta là người rất biết điều mà lại trung nghĩa trước kia đã phục thị đường vương thiên tử thủy trung giữ tấm lòng son mỗi khi nhắc đến đức tiên đế là y lại xa lệ. Đây nhất định là người trong mộc vương phủ đã ăn cản nói dỡ khinh mạn đến đức tiên đế nên y không nhịn được mà phải đối đáp rồi gây nên cuộc đấu không. Nếu không thế thì chẳng khi nào từ lão ca lại động thủ với người trong mộc vương phủ. Cao ngạn siêu nói, sáng hôm nay từ đại ca có lúc tỉnh lại để dặn anh em chúng ta rửa hận cho y, hiện nay trong bờ cõi tỉnh trực lệ, bản hội chỉ có vi hương chủ là chức vụ lớn hơn hết chiếu theo luật lệ của bản hội thì khi gặp việc trọng đại là phải bẩm rõ với vi hương chủ để hương chủ quyết định đường lối hành động vụ này thật tế nhị phải chi đối phó với bọn thát đát thì việc giết giặc càng nhiều càng hay anh em bản hội có phải hy sinh cũng là vì nghĩa vụ nên làm nhưng vụ này lại dính líu đến người dưới trướng mộc vương phù mộc vương phù cũng là một nhà thanh danh lừng lẫy giang hồ nói cho đúng là những người đồng đạo với mình chúng ta mà giao thiệp với họ E rằng xảy cuộc can quan cũng chưa biết chừng. Hậu quả ra sao khó mà biết trước. Vì tiểu bảo chỉ hư một tiếng chứ chưa nói gì. Cao ngạn siêu lại tiếc từ đại ca còn nói, y vẫn chờ đại giá vi hương chủ từ mấy tháng nay. Có khi y thấy vi hương chủ đi trên đường phố mua sắm đồ vật, có lúc thấy hương chủ nghe giảng sách trong quán trà. Vì tiểu bảo đỏ mặt lên nói té ra từ đại ca đã thấy tiểu đệ rồi. Cao ngạn siêu nói, từ đại ca có cho hay là tổng đà chủ có lời dặn bảo khi nào vi hương chủ có việc là tự nhiên đến tìm y, nên y tuy gặp vi hương chủ mà không dám tiến lại chào hỏi. Vì tiểu bảo gật đầu đưa mắt nhìn lão già nằm trên giường bụng bảo giả, té ra lão cáo già này đã ngấm ngầm theo dõi ta. Ta đi ngoài đường phố sắm sửa vật dụng, vung phí tiền bạc đều lọt vào mắt hắn. Còn mẹ nó, ngày sau hắn gặp sư phụ chắc sẽ xảy chuyện thị phi chỉ mong sao thương thê lão cáo già không khỏi nữa rồi đi đến chỗ ô hô ai tai than ôi thương thay thì mình mới yên được đạo nhân lại nói bọn thuộc hạ đã thương nghị vì tình trạng bất đắc dĩ mà phải mời vi hương chủ tới đây để chủ trương đại cuộc vì tiểu bảo tự hỏi mình còn là đứa con nít thì chủ trương đại cuộc thế nào được nhưng gã thấy mọi người đối với gã tỏ ra rất cung kính thì trong lòng lại lấy làm đắc ý hôm gã mới gia nhập thiên địa hội ngoài trần cận nam là sư phụ chín vị hương chủ kia đều hơn tuổi gã nhiều, hiện giờ trong những người ở đây gã có địa vị tôn cao hơn hết, nên hào khí bổng bột những muốn bay bổng lên trời. Một hán tử trung niên lực lưỡng hàn học nói, ai gặp người trong mộc vương phủ cũng tỏ lòng kính nể nhường nhịn chẳng qua là trọng vọng mộc vương ra hết lòng trung nghĩa với tiên đế. Nói về những sự nghiệp kinh thiên động địa thì quốc tính gia của chúng ta so với mộc vương gia còn lừng lầy gấp mấy mươi lần. Một người khác nói, ta kính trọng 5 phần là để người kính trọng ta 10 phần. Bọn ta lịch sự với họ mà sao họ lại trở mặt. Nếu vụ này không làm cho ra lẽ thì từ nay trở đi thiên địa hội sẽ bị bọn mục vương phủ lấn át khó mà ngóc đầu lên được. Vậy anh em còn hàm hồ nỗi gì? Quần hào mỗi người nói một câu, ai cũng tỏ vẻ căm hờn phẫn nộ. Đạo nhân nói, vụ này xử trí thế nào anh em hãy nghe lời chỉ thị của vi hương trù nếu bảo vi tiểu bảo nghĩ cách bắt gà trộm hay cờ bạc bịp thì gã còn có sáng kiến bây giờ gặp việc lớn này mà đòi gã đưa ra chủ trương hành động thì thật là khiến gã phải lòi cái sở đoàn cho xấu mặt chứ gã làm gì có chủ trương nhưng vi tiểu bảo vẫn nghênh ngang đúng là đệ tử của trần cận nam là một trong mười vị đại hương chủ trong thiên địa hội anh em thiên địa hội trong toàn tỉnh trực lệ coi y là nhân vật đầu não bao nhiêu con mắt đổ dồn vào ngó vi tiểu bảo khiến gã không khỏi quẫn trí, mắng thầm trong bụng tổ bà nó, vụ này, biết làm thế nào cho được, vì tiểu bảo trong lòng bối rối, gã đưa mắt nhìn mọi người hy vọng tìm ra được manh mối gì để gỡ thê bí này chăng. Lúc gã nhìn đến hán tử to lớn bỗng thấy khóe miệng hắn lộ một nụ cười, vẻ xảo quyệt hiện ra con mắt. Người này vừa mới là ó om xòm ra chiều nóng này bực tức, mà sao bây giờ đột nhiên hắn nảy lòng khoan khoái. Vì tiểu bảo không có ý kiến gì cao mình, nhưng gã rất tinh danh. Gã ngưng thần bụng bảo giả, trời ơi, con mẹ nó, tụi này chẳng tử tế gì. Bọn chúng chỉ lôi mình ra để đứng mũi chịu xào. Bọn chúng muốn đi đánh nhau với người trong mộc vương phủ, lại sợ sư phụ mình sau này trách phạt mới đến kiếm mình để trường mặt ra với họ. Gã càng nghĩ càng thấy quan niệm của mình rất đúng, rồi gã tự nhủ, ta bất quá là thằng nhỏ mới hơn 10 tuổi tuy danh ta làm hương chủ trong bản hội nhưng chủ ý của ta làm gì hơn bọn chúng được. Bọn chúng đưa em em ết ra làm bia đỡ đạn, ngày sau không có việc gì chẳng nói làm chi, nếu xảy ra chuyện không ổn là bao nhiêu trách nhiệm chúng chút lên đầu mình bằng câu, vì hương chủ ở thanh mục đường thống lĩnh anh em hành động. Hương chủ đã ra lệnh khi nào thuộc hạ dám chống cử. Được lắm, tổ bà nó, lão già không mắc bẫy đông. Gã giả vờ cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi ngừng lên nói: "Các vị huynh trưởng, tiểu đệ tuy là hương chủ chỉ vì ngẫu nhiên đâm chết được ngao bái. Thực ra bản lãnh chẳng có gì, kế hoạch lại càng kém cỏi. Vậy tiểu đệ xin đạo trưởng cho biết ý kiến trước, nhất định mưu lược của đạo trưởng còn cao thâm hơn tiểu đệ nhiều." Thế là gã đã liệu chiều che gió, chút gánh nặng lên vai đạo nhân. Đạo nhân kia đạo hiệu là huyền trinh mỉm cười nhìn hán tử dâu đốm bạc lối ngoài 50 tuổi cất tiếng hỏi, phàn tam ca, đầu óc của tam ca còn sáng suốt hơn bần đạo nhiều. Tam ca tính thế nào? Lão họ phàn này là phàn cương, phàn cương tính tình nóng nảy, thẳng thắn, đáp liền, phàn mỗ xem chừng chúng ta không còn đường lối nào khác là tìm đến nhà họ bạch kia bắt chung lỗi tả vụ này, dập đầu bồi tội cùng từ đại ca thì mọi sự đều bỏ hết. Bằng không, hừ hừ không chừng phải đi đến chỗ, tiên lễ hậu binh, chứ còn làm thế nào được. Mọi người ai cũng nghĩ đến câu này rồi, không riêng gì một phản cương. Nhưng vì oai danh mộc vương phủ lừng lẫy trên chốn giang hồ mà lại là những người đồng đạo chủ trương công cuộc phản thanh phục minh, nên không ai muốn nói ra miệng câu đó mà thôi. Phản cương nói vậy rồi liền có mấy người phụ họa ngay, phải lắm, phải lắm, lời nói của phản tam ca rất chi lý, nếu giữ gìn được không để xảy cuộc động võ là hay nhất bằng không thì thiên địa hội chúng ta chẳng phải ai cũng khinh nhờn được. Họ đã đả thương anh em mình thì dĩ nhiên không thể bỏ qua việc này được. Vì tiểu bảo nhìn huyền trinh và cao ngạn siêu hỏi, theo ý kiến hai vị thì nên làm thế nào? Cao ngạn siêu đáp, cái đó kêu bằng họ dồn mình vào chân tường. Chúng ta đã lâm vào tình trạng tuyệt lộ thì con người đến bước đường cùng phải nhảy qua bờ dầu. Chó, gã định nói chó đến bước đường cùng phải nhảy qua tường, nhưng gã chợt nhớ ra lại đem bọn mình tỉ với chó thì cố điều không ổn, nên gã vội dừng lại không nói nữa. Huyền Trinh mỉm cười gật đầu chứ chẳng bảo sao, vì tiểu bảo tức mình nghĩ bụng lão mũi trâu này muốn ngậm miệng ăn tiền, định lừa trách nhiệm cho người khác, nhưng ta quyết chẳng để hắn dưa cho ai được. Gã nghĩ vậy liền hỏi, phải chăng Huyền Trinh đạo trưởng thấy kế hoạch của phản tam ca chưa được tận thiện tận mỹ? Huyền Trinh đáp, không phải bần đạo nghĩ vậy có điều anh em nên thận trọng. Nếu xảy cuộc động thủ với người trong Mộc Vương Phủ thì cần phải nhớ hai điều. Một là đừng để thất bại, hai là không thể giết người được. Thất bại là tổn thương đến oai danh của bản hội mà đánh chết người của Mộc Vương Phủ cũng xảy chuyện tài đình. Phản cương hỏi, nói vậy thì nghe hay lắm, nhưng nếu thương thế của từ đại ca trầm trọng không trị được thì làm thế nào? Huyền Trinh lại lầm nhầm gật đầu. Vì tiểu bảo nói, xin anh em hãy thương nghị để tìm ra một biện pháp dung hòa có thể thi hành được. Các vị huynh trường biết nhiều hiểu rộng, lại từng trải nhiều bước khó khăn, ngậm bồ hòn nhiều hơn tiểu đệ ăn cơm, qua cầu treo leo nhiều hơn tiểu đệ đi trên đất bằng. Chủ ý của các vị tất là hay hơn tiểu đệ nhiều. Huyền Trinh đưa mắt nhìn vi tiểu bảo thủng thẳng đáp vi hương chủ thật quá khiêm tốn, vi tiểu bảo cười nói chính đạo trưởng mới là người quá khiêm tốn quần hào bàn bạc một hồi rồi đành theo kế hoạch của phản cương họ xin vi tiểu bảo thống lãnh anh em hùng binh vấn tội kéo đến chất vấn người trong mộc vương phủ ai cũng ngấm ngầm dắt binh khí nhưng nhớ điều hết sức nhẫn nại đến cùng cực để người mộc vương phủ động thủ trước rồi bên mình mới trả đòn huyền trinh nói chúng ta nên ước hẹn với mấy vị võ sư nổi danh ở thành bắc kinh cùng đi một chuyến để họ chứng kiến cho mình ngõ hầu khỏi mang tiếng là anh em trong thiên địa hội sẵn đến nhà người ta để đàn áp nếu có những hành động không được quang minh thì e rằng tổng đà chủ sẽ trừng trị nên ta cần giữ cho hết lẽ vì tiểu bảo nói hay lắm hay lắm vậy chúng ta mời những người có bản lĩnh đi càng nhiều càng hay vì tiểu bảo ngày trước ở trên đường tô bắc đã gặp hai chị em họ phương trong mộc vương phù vì gã nói mấy câu thô bỉ mà mau thập bát sợ hết hồn tình trạng này cho đến nay vẫn còn rõ như hiện ra trước mắt. Gã liệu biết người ở Mộc Vương Phủ nhất định võ công cao cường. Bây giờ gã thông lĩnh anh em trong địa đạo này tìm đến lý luận với họ mà xây cuộc động thù thì e rằng khó bề thủ thắng, trong lòng gã không khỏi lo âu. Vì tiểu bảo nghe huyền trinh đạo nhân đưa ra đề nghị ước hẹn cùng những tay võ sư nổi tiếng ở Bắc Kinh cùng đi chứng kiến thì rất hợp ý gã. Gã nghĩ bụng ta có thể nhân cơ hội này mà mượn thêm mấy tay viện thù huyền trinh tủm tỉm cười nói chúng ta chỉ ước hẹn những người tuổi cao đức trọng chứ không mời họ đi trợ lực vậy võ công cao cường hay không cũng không cần lắm cao ngạn siêu đỡ lời vi tiểu bảo nói ngay nhân vật nào đã nổi danh thì võ công hiển nhiên rất cao cường hai điểm này thường đi đôi với nhau huyền trinh gật đầu phản cương hỏi chúng ta mời bao nhiêu võ sư mọi người lại thương nghị một hồi rồi quyết định mời những vị có danh vọng khá cao trong võ lâm và quan nha chưa từng biết mặt có mối giao tình ít nhiều với thiên địa hội càng hay. Quyết định rồi, toàn chia nhau đi liên lạc thì từ lão đột nhiên bật tiếng rên la, ngập ngừng nói, đừng, đừng, đừng đi mời người ngoài. Phản cương hỏi lại, từ đại ca, phải chăng đại ca bảo đừng đi mời người ngoài. Từ lão gật đầu đáp vì hương chủ, hiện thời tại chức ở trong cung, việc này không thể tiết lộ ra ngoài, cái đó có liên hệ đến tính mạng, lại quan hệ đến đại sự. Mọi người nghe từ lão nói có lý ai cũng nghĩ rằng vi tiểu bảo mà vào làm thái giám, ở trong cung dĩ nhiên là vâng lệnh của tổng đà chủ và có cuộc mưu đồ trọng đại. Nếu để một người ngoài hay biết thì khó mà giữ cho khỏi tiết lộ phản cương nói, vi hương chủ không nhất định cần phải thân hành xuất mã. Bọn thuộc hạ đến lý luận với hai tên họ bạch xem kết quả thế nào rồi trở về báo cho vi hương chủ là được. Vì tiểu bảo tuy có lòng ý kỳ bọn mộc vương phủ, nhưng gã lại là con người hiếu sự trong vụ nhiệt náo này mà bảo gã ngồi yên một chỗ thì bất luận thế nào gã cũng không chịu. Gã nói ngay vụ này tiểu đệ nhất định phải đi. Nếu e thân phận tiểu đệ bị tiết lộ thì đừng mời người ngoài nữa là xong. Huyền Trinh đạo nhân nói bần đạo có kế này. Vi hương chủ đã muốn thân hành chủ trương đại cục mà chúng ta đều là thuộc hạ thì dĩ nhiên không thể cản trở được. Nhưng vi hương chủ nếu vì vụ này mà bại lộ hành tung thì thật là không ổn giả tỷ vi hương chủ chịu cải trang thì có thể khiến cho người ngoài không ai hay biết là y làm việc ở trong cung vì tiểu bảo không chờ đạo nhân nói hết lời đã vỗ tay reo tuyệt diệu tuyệt diệu ý kiến này trung ý gã tìm đến nhà người ta sinh sự đã là một điều hứng thú cho gã nếu cải trang rồi mới đi sinh sự lại càng tuyệt diệu quần hào thấy vi tiểu bảo nhiệt tâm tán thành ý kiến này nên không ai dị nghị nữa từ lão nói thưa toàn thể anh em anh em hết lòng thận trọng cho đi mời thêm người cũng được vì hương chủ hóa trang làm nhân vật thế nào mọi người chăm chú nhìn vi tiểu bảo để nghe lời gã chỉ thị vi tiểu bảo tự hỏi không biết mình nên cải trang làm chàng công tử nhà giàu hay trá hình thành một tên tiểu khiếu hóa gã đã từng ở trong kỹ viện nhớ tới những chàng vương tôn công tử ăn mặc sang trọng bất giác trong lòng cao hứng muốn nhân cơ hội này trưng diện cho thật sang Gã ngưng thần ngẫm nghĩ một lúc rồi móc ra ba tấm ngân phiếu mỗi tấm 500 lạng bạc nói, chỗ này là 1.500 lượng bạc, tiểu đệ phiền một vị đại ca nào đi mua giúp quần áo cho. Mọi người lộ vẻ kinh nghi, mấy người cất tiếng hỏi, làm gì phải dùng đến món tiền lớn thế này? Vì tiểu bảo đáp, tiền thì tiểu đệ có sẵn, chỉ cốt sau mua được quán áo càng sang càng tốt. Lại mua thêm một ít châu báu để đeo vào người thì không ai còn nhận ra được tiểu đệ là một tên tiểu thái giám ở trong cung huyền trinh đạo nhân nói vì hương chủ nói rất đúng cao huynh đệ đi mua áo quần cho hương chủ vì tiểu bảo lại lấy tấm ngân phiếu một ngàn lạng bạc nữa ra nói vụ này cần phải phí tiền có phải xài nhiều một chút cũng không sao quần hào thấy gã mang trong mình rất nhiều ngân phiếu đều ngấm ngầm lấy làm kỳ họ có biết đâu gã được chia món tiền khổng lồ là ngoài bốn chục vạn lạng theo lẽ ra vì tiểu bảo bản tính huy anh hoang bên mình gã mà có hai ba đồng cân bạc, gã cũng muốn tiêu nhẫn cho sướng. Bây giờ gã có những bốn chục vạn lạng thì xài đến bao giờ cho hết được. Gã nhân cơ hội này sắm sửa áo quần sang trọng mặc vào mình nghênh ngang với mọi người cho thỏa lòng mong muốn. Gã đang sung sướng ngó quần hào ai cũng trợn mắt há miệng, gã lại thò tay vào bọc. Lúc vi tiểu bảo rút tay ra thì trong tay gã đã cầm tấm ngân phiếu năm trăm lạng bạc gã đưa ngân phiếu cho huyền trinh đạo nhân nói bữa nay tiểu đệ cùng các vị đại ca tương kiến buổi đầu tiểu đệ chẳng có chi để tỏ lòng hiếu kính số bạc này lấy của bọn thát đát nó là bạc bất nghĩa gã định nói của phi nghĩa nhưng quên mất thành ngữ thường dùng gã nói tiếp xin các vị đại ca chi giúp tiểu đệ một phần nguyên luật lệ của thiên địa hội rất nghiêm minh không được lấy tài vật của người ta một cách bừa bãi nên bọn phản cương Cao ngạn siêu đều cùng nghèo sơ xác đã lâu. Đột nhiên họ thấy vi hương chủ đưa ra tấm mân phiếu với số bạc lớn. Gã còn nói rõ là của phi nghĩa đoạt ở tay bọn thát đát thì tin là chuyện thật ngay vì gã hiện làm quan ở thanh cung. Quần hào mừng rỡ không nhịn được, đều lớn tiếng hoan hô. Huyền Trinh nói, chúng ta còn chia ngả đi mời thêm người. Bữa này đánh là không kịp rồi. Vi hương chủ, ngày mai anh em xin kính cần chờ đợi đại giá ở đây không hiểu giờ nào hương chủ có thể tới được. Vì tiểu bảo đáp buổi sáng tiểu đệ bận ở trong cung, xin đến vào buổi chiều. Huyền Trinh nói, hay lắm, chiều mai anh em chờ hương chủ ở đây rồi cùng đến nhà hai gã họ bạch để chất vấn. Vì tiểu báo cáo từ mọi người về cung, đêm hôm ấy gã ở trong phòng vô cùng cao hứng hết nhảy lên nhảy xuống lại khoa chân múa tay. Có lúc gã định ngồi rèn luyện nội công mà trong lòng dạo dực không sao ngồi yên được. Hôm sau Vi Tiểu Bảo ở ngự thư phòng ra lật đật đến ngay tiệm châu báu mua một chiếc nhẫn lớn bằng ngọc phỉ thúy, lại kêu thợ trong tiệm dính vào chóp mũ một viên bạch ngọc lớn, bốn hạt minh châu. Nguyên đồ trang sức vào cái mũ đã hết hơn tám 000 lạng bạc. Người trong tiệm châu báu thấy quý khách là một vị thái giám trong cung nên việc xài tiền như rác chẳng lấy chi làm lạ. Đã là nhân vật trong nội cung đến mua sắm châu báu thì tiêu xài gấp 10 như vậy cũng là chuyện thường. Vì tiểu bảo đến tiệm thuốc nhỏ, mọi người đã chờ gã ở dưới nhà hầm từ trước. Quần hào nói cho gã hay đã mời bốn vị võ sư nổi tiếng ở Bắc Kinh cùng đi kiến chứng và đưa mỗi vị 200 lạng bạc làm lễ chi kiến. Vì tiểu bảo cả mừng, bụng bảo dạ họ đã lấy tiền của mình là phải tiêu tan dài hạn cho mình. Nhất định bốn vị võ sư kia phải giúp việc ta rồi. Có điều đưa 200 lạng bạc thì ít quá, đáng đưa 500 lạng mới xứng cao ngạn siêu lấy quần áo giày dép cho vi tiểu bảo thay đổi. quả nhiên quần áo toàn bằng gấm đoạn, lụa cực kỳ sang trọng. tấm trường bào mặc ngoài lót bằng da hổ cường, trên cổ và cửa tay đều có lông trắng như tuyết. cao ngạn siêu nói, tấm áo này kêu thợ làm suốt đêm thành ra phải trả thêm bốn lạng sáu đồng tiền công. vi tiểu bảo nói ngay, không đắt đông, không đắt đông. tấm áo choàng bằng đoạn màu thiên thanh đơm mười chiếc huy cài đều đánh bằng vàng tuy nhiên cao ngạn siêu chưa dùng hết phần nửa số bạc mà vi tiểu bảo đã trao. vi tiểu bảo ở trong cung đã được hơn một năm, chỗ ở rất phong quang, thân thể lại nhàn hạ, gã còn được ăn uống ngon lành, phần kiến thức cũng mở mang thêm. gần nửa năm nay gã là nhân vật đầu não trong thượng thiện giáng. dưới trướng có dư trăm thái giám để gã sai phái mọi việc, như vậy gã làm thủ lĩnh đã quen. bây giờ gã ăn mặc xa hoa, tuy lộ vẻ phàm tục nhưng về phần lịch sự gã khác hẳn bọn phàn cương, cao ngạn siêu là những tay hào kiệt sơn giả. Mọi người lại sắp sẵn một số kiệu chờ ở ngoài cửa cho vi tiểu bảo ngồi, để đề phòng gã cải trang rồi mà đi ngoài đường phố lỡ chạm trán bọn thái giám hoặc quan chức trong chiều thì thật là không ổn. Đoàn người trước hết đến võ thắng tiêu cục ở phía đông thành để hội họp cùng bốn vị võ sư. Bốn vị võ sư là ai? Vị thứ nhất là lão võ sư Mã Phó Nhân, trưởng môn đàm thoái môn ở Bắc Kinh mã phó nhân còn là môn hạ thanh chân giáo vị thứ hai là điệt đa danh y diêu xuân từ lão bị thương do diêu xuân điều trị diêu xuân đã là danh y lại tuyệt giỏi về môn cầm nã và đánh sắp lá ca vị thứ ba ngoại hiệu là hồ diện bá vương tên gọi lôi nhất khiếu nổi tiếng về môn thiết bố sam vị thứ tư là kim thương vương võ thông tổng tiêu đầu ở võ thắng tiêu cục bọn mã phó nhân bốn người đã biết người cầm đầu bọn này là vi hương chủ một nhân vật của thiên địa hội hãy còn nhỏ tuổi bây giờ họ thấy mặt gã có vẻ một chàng thiếu niên hào phú trong lòng đều rất đỗi ngạc nhiên có điều họ vốn ngưỡng mộ đại danh của trần cận nam đều cho rằng gã là đệ tử của trần tổng đà trù thì tất nhiên có chỗ nghệ thuật kinh người nên không dám coi thường gã mọi người ngồi ngoài tiêu cục uống trà rồi kéo đến ngõ dương liêu là nơi hai gã họ bạch tạm trú vì tiểu bảo cùng mã phó nhân và diêu xuân là ba người ngồi kiệu còn lôi nhất khiếu và vương võ thông cưỡi ngựa. Ngoài ra hết thầy anh em đều đi bộ theo sau, cả huyền trinh đạo nhân và phàn cương đều là những nhân vật nổi danh. Vương võ thông muốn lấy ngựa cho họ cưỡi, nhưng huyền trinh sợ người ta chú ý, nhất định không chịu. Hồi 35, sót huynh trưởng nhị hiệp khóc ròng. Đoàn người kéo đến tòa nhà cánh cổng sơn son ở trong ngõ dương liễu. Mã ngạn siêu tiến lại gõ cổng thì đột nhiên vẳng nghe phía trong có tiếng người khóc quần hào sửng sốt ngừng đầu ngó lên thấy ngoài cổng treo hai ngọn đèn lồng sắc trắng tỏ dấu hiệu nhà có tang sự mã ngạn siêu khẽ giật vòng cổng sau một lúc cánh cổng mở một người quản gia vừa xuất hiện mã ngạn siêu liền đưa ra năm tấm thiếp nói võ thắng tiêu cục đàm thoái môn thiên địa hội đều có mấy vị đến bái phòng bạch đại hiệp và bạch nhị hiệp lão quản gia vừa nghe nói đến ba chữ thiên địa hội đã mất trợn ngược mặt đầy vẻ giận dữ ngó chừng chừng mọi người. Lão đon lê bái thiếp rồi không nói câu gì, chạy vào liền. Mã phó nhân tuy đã tuổi già mà tính tình cực kỳ nóng này. Lão tức quá, không nhịn được, lên tiếng tên nô tài này thật vô lễ. Vì tiểu bảo cũng nói, mã lão gia nói đúng đó. Gã rất quý kỵ người trong mộc vương phủ, chỉ trông cậy vào bọn mã phó nhân. Vương võ thông nhất định sẽ giúp bên mình. Nếu xây cuộc động thủ gã được mấy tay trợ lực. Hồi lâu, một hán tử lối ngoài ba chục tuổi chạy ra. Gã này thân thể cao lớn, mặc đồ xô gai, toàn thân tang phục, hai mắt đỏ sọng, nước mắt chưa khô. Gã chắp tay nói, vì hương chủ, mã lão gia, vương tổng tiêu đầu cùng các vị. Tại hạ không biết các vị giá lâm, không kịp ra xa đón tiếp, thật là có lỗi. Tại hạ là Bạch Hàn Phong xin chào liệt vị, quần hào chắp tay đáp lễ. Bạch Hàn Phong mời mọi người vào sảnh đường. Mã phó nhân nóng tính hỏi ngay, bạch nhị hiệp mình mặc hiếu phục, không hiểu trong quý phủ có vị nào tư chân. Bạch hàn phong đáp, đây là gia huynh bạch hàn tùng bất hạnh vừa tạ thế. Mã phó nhân rậm chân hỏi, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, bạch thị song mộc là cặp hồ tướng trong mộc vương phủ, tiếng tăm lừng lẫy trên trốn giang hồ. Bạch đại hiệp đang tuổi thanh niên, không hiểu mắc chứng bệnh gì mà tạ thế. Mọi người vừa vào sảnh đường, chưa kịp ngồi xuống. Bạch Hàn Phong nghe Mã Phó Nhân hỏi vậy liền quay phát lại, cặp mắt dường tóe lửa, lớn tiếng hỏi lại, Mã Lão Gia, tại hạ sở dĩ tôn kính Lão Gia chỉ vì Lão Gia là một vị tiền bối trong võ lâm, nên đã đối xử theo lễ. Lão Gia đã biết rồi còn già vờ hỏi, phải chăng có ý chào phúng bọn tại hạ, vì tiểu bảo thấy Bạch Hàn Phong đột nhiên nổi giận thì trong lòng không khỏi kinh hãi, bất giác lùi lại một bước. Mã Phó Nhân sờ tròm dâu bạc hỏi, lạ thiệt lạ thiệt lão phu không biết mới hỏi sao bạch nhị hiệp lại bảo biết rồi mà hỏi giả vờ bạch nhị hiệp mất vị huynh trưởng dĩ nhiên trong lòng đau xót nhưng cũng không nên nặng lời với lão phu mới phải bạch hàn phong hắng giọng một tiếng rồi nói mời các vị hãy an tọa mã phó nhân lẩm bẩm một mình ngồi thì ngồi chưa có sợ ai lão nhìn vi tiểu bảo nói vi hương chủ xin hương chủ thượng tọa vi tiểu bảo đáp không dám mã ra ngồi bên trên mới phải Bạch Hàn Phong coi bái thiếp biết trong đám khách này có hương chủ trong thanh mộc đường của thiên địa hội tên gọi Vi Tiểu Bảo. Gã không ngờ thằng nhỏ này lại là Vi Hương Chủ. Gã vừa lấy làm kỳ vừa tức giận vươn tay chụp lấy cổ tay trái Vi Tiểu Bảo quát hỏi. Ngươi là Vi Hương Chủ ở thiên địa hội ư? Luồng kinh lực phát chụp này rất mạnh làm cho Vi Tiểu Bảo đau thấu xương. Gã, úi, lên một tiếng la làng. Gã đau suýt ngất người. Hai hàng nước mắt nhỏ xuống má. Huyền Trinh Đạo Nhân nói, khách đến nhà mà Bạch Nhị Hiệp đối xử thế này thì khinh người thiệt. Đạo Nhân phóng ngón tay nhằm điểm vào nách Bạch Hàn Phong. Bạch Hàn Phong đưa tay gạt, buông Vi Tiểu Bảo ra lùi lại một bước nói, tại hạ cam bề đắc tội. Vi Tiểu Bảo nửa người tê nhức, không nhúc nhích được, nét mặt buồn rầu, gã đưa tay áo lên lau nước mắt. Dĩ nhiên Bạch Hàn Phong vô cùng kinh ngạc, mà cả bọn mã phó nhân. Vương Võ Thông và mọi người trong thiên địa hội đều kinh hãi họ nhìn thấy bạch hàn phong sử chiêu hồ chảo công sự thực tuy thủ pháp này rất lợi hại nhưng không phải là chẳng thể né tránh được huống chi vi hương chủ đã là đệ tử của trần cận nam ai cũng yên trí gã có thừa bản lãnh né tránh ngờ đâu chẳng những gã không đỡ đòn được lại còn xa lệ la làng thì thật là một kỳ sự trong võ lâm bọn huyền trinh phản cương mã ngạn siêu thẹn quá mặt đỏ đến mang tay vì thấy vị hương chủ của mình kém cỏi quá chừng Bạch Hàn Phong lại nói, xin lỗi hương chủ, gia huynh bất hạnh bị người thiên địa hội hạ độc thù ra hại đến nỗi phải uổng mạng. Tại hạ trong lòng đau xót, gã chưa dứt lời, mọi người đã tranh nhau hỏi mỗi người một câu, sao, Bạch Đại Hiệp bị người thiên địa hội sát hại ư, ừ, làm gì có chuyện đó, nhất định không có chuyện đó. Bạch Hàn Phong đứng phát dậy lớn tiếng, các vị bảo không có chuyện này, chẳng lẽ ca ca của tại hạ không chết mà bịa chuyện ư? Ừ. Các vị lại đây mà nghe cho rõ gã lại vươn tay ra nhằm chụp cánh tay trái vi tiểu bảo. Huyền Trinh Đạo Nhân và Phàn Cương đã đề phòng từ trước. Vừa thấy cánh tay Bạch Hàn Phong giơ lên, hai người đồng thời động thủ. Một người tập kích sau lưng, một người tấn công trước ngực. Bạch Hàn Phong không chụp được cánh tay vi tiểu bảo liền nghiêng mình bước xéo tới, song trưởng đánh ra hai bên. Huyền Trinh vung trưởng tay trái lên gạt, còn tay mặt phóng trưởng đánh ra phản cương cùng bạch hàn phong đã giao nhau một trường đánh binh một tiếng. bạch hàn phong lại biến chiêu điểm vào cổ họng huyền trinh. huyền trinh nghiêng mình né tránh. phản cương hắng dặn một tiếng lùi lại ba bước. bống nghe đánh ầm một tiếng. sống lưng phản cương đụng vào cây cột. thế là bạch hàn phong thi triển hai chiêu hất được phản cương ra và bức bách huyền trinh phải lùi lại. thủ pháp của gã rất lợi hại và giữ được phong độ danh gia bọn mã phó nhân thấy thế không nhịn được bật tiếng hoan hô. Phản cương bị đụng đau quá, phát cáo hỏi, đánh nữa không, gã lại toan nhảy sổ tới tái đấu. Bạch Hàn Phong nói, đại ca ta đã chết về tay các ngươi, một mình ta cũng không muốn sống nữa. Bọn cầu xúc sinh thiên địa hội các ngươi xông vào cả đi. Điệt đả danh Y Diêu Xuân là con người chỉ trọng, hai tay chắp để sau lưng, lên tiếng, khoan rồi hãy động thủ. Trong vụ này e có sự hiểu lầm, Bạch nhị hiệp cứ khăng khăng là bạch đại hiệp bị người thiên địa hội hạ sát, nhưng thực tình thế nào xin nói rõ cho hay. Bạch hàn phong hùng hổ đáp các người vào đây mà coi, rồi gã sùng sục rào bước đi vào nội đường. Quần hùng thấy bên mình đông người nên không sợ đối phương có âm mưu ngụy kế gì, liền tiến vào theo. Mọi người vừa đến sân sau liền đứng dừng lại, nhìn thấy nhà hậu sảnh có đặt linh đường. Phía sau bức màn tang đặt một cỗ quan tài người chết nằm trên quan tài để hở nửa cái đầu và hai chân bạch hàn phong vén màn lên lớn tiếng la ca ca ơi ca ca chết mà không nhắm mắt được hay giờ gì tiểu đệ cũng giết mấy tên cầu xúc sinh trong thiên địa hội để trả thù cho ca ca giọng nói khàn khàn tỏ ra gã đã khóc nhiều đến khan tiếng bọn mã phó nhân diêu xuân lôi nhất khiếu vương võ thông bốn người tiến lại gần coi thấy người chết quả nhiên là bạch hàn tùng trong bạch thị song mục Diêu Xuân ngắm nghiếng người chết rất kỹ rồi đưa tay sờ vào huyền mạch. Bạch Hàn Phong cười lạt nói, nếu các hạ mà cứu sống được tệ ca ca thì tại hạ xin dập đầu lại ngàn lại Diêu Xuân thở dài nói, Bạch Nhị Hiệp, người đã chết chẳng thể nào sống lại được. Nhị Hiệp nên bớt nỗi đau thương. Người đánh chết Bạch Đại Hiệp có đúng là đệ tử trong thiên địa hội không? Nhị Hiệp không nhận lầm đấy chứ. Bạch Hàn Phong la lên, tại hạ, nhận lầm ư mọi người thấy gã qua đôi bi thương tỏ ra tình cốt nhục cực kỳ thâm trọng nên trong lòng đều buồn bã. Phản cương cũng hết cả giận dỗi bụng bảo giả gã mất người huynh trường nên động thủ trầm trọng, mình không thể trách được. Bạch Hàn Phong thóng tay ra đứng trước linh đường lớn tiếng, hung thủ ra hại đại ca ca ta là từ lão tặc, hàng ngày bán thuốc ở Thiên Kiều. Ta đã hỏi dò được tên lão tặc đó là từ Thiên Xuyên, ngoại hiệu là Bát Tý Viên Hồng tên lão tặc đó có chức phận trong tham thái đường ở thiên địa hội có đúng thế không các người không cãi được nữa chứ bọn phản cương huyền trinh ngơ ngác nhìn nhau nguyên họ đến hẻm dương liễu để vấn tội bạch thị song mộc hạch hỏi vì lẽ gì đánh người trọng thương không ngờ đại hiệp bạch hàn tùng trong bạch thị song mộc lại chết vì tay từ thiên xuyên phản cương thở dài nói bạch lão nhị từ thiên xuyên tức từ đại ca là một anh em trong thiên địa hội đúng là sự thực có điều y bạch hàn phong lớn tiếng hỏi y làm sao phản cương đáp y đã bị các vị đánh thành trọng thương chỉ còn thoi thóp thở không hiểu sống chết thế nào chẳng giấu gì lão nhị bữa nay chúng ta đến đây tưởng để chất vấn anh em lão nhị tại sao lại hạ độc thủ đánh từ đại ca đến thế không ngờ không ngờ hỡi ôi hắn than thở như vậy quần hùng đều hiểu chỗ dụng ý của hắn bạch hàn phong tức giận đáp đừng nói từ lão tặc chưa chết dù hắn có chết rồi thì tên lão tặc không bằng giống cho giống lợn đó cũng không đáng thường mạng cho ca ca ta. Phản cương cũng tức giận nói, người ăn nói thô lỗ như vậy đâu có phải là tác phong của trang hảo hán trong võ lâm. Theo ý ngươi thì bây giờ làm thế nào? Bạch Hàn Phong gầm lên, ta, ta không biết, ta muốn đem bọn chó lợn trong thiên địa hội các ngươi giết cho kỳ hết. Gã xoay mình rút một thanh cơm đao gói ở bên người chết ra. Dưới ánh thanh quang lấp loáng, Bạch Hàn Phong nhảy trồm lên như con hổ điên khùng. Bọn Phản Cương, Huyền Trinh ở thiên địa hội cũng tới tấp rút khí giới bên mình ra, chuẩn bị ninh địch. Đột nhiên có người lớn tiếng la, không nên động thủ, thanh âm này làm chấn động màng tai mọi người. Bỗng thấy hổ diện bá vương lôi nhất khiếu giờ hai tay lên đứng trước linh tòa hô lớn, bạch nhị hiệp, nhị hiệp muốn giết người thì giết quách ta đi cho rồi. Lão này cái họ đã hay, cái tên còn hay hơn lão quát mấy tiếng quả nhiên oai như sấm sét bạch hàn phong vì quá thương anh thành ra thần trí thất thường bây giờ gã nghe lão quát một hồi đầu óc hơi tỉnh táo lại gã hỏi ta giết lão làm chi ca ca ta có bị lão giết đâu lôi nhất khiếu đáp những bạn hiểu đây là người thiên địa hội nhưng cũng không giết chết lệnh ca ca hơn nữa những hội viên thiên địa hội khắp thiên hạ ít ra là có đến năm chục vạn người nhị hiệp giết chết hết được chăng Bạch Hàn Phong chưng hừng rồi la lớn giết được tên nào hay tên ấy, cặp nào hay cặp ấy. Đột nhiên ngoài cửa vang vẳng có tiếng vó ngựa rất cấp bách, dường như mười mấy người kỵ mã đang tiến vào ngõ dương liễu. Diêu Xuân nói, chỉ sợ quan binh kéo đến, các anh em hãy thu khí giới lại. Bọn Phản Cương, Huyền Trinh thấy lôi nhất khiếu đứng chắn phía trước, Bạch Hàn Phong khó mà xông lại đả thương người được, liền thu khí giới lại. Bạch Hàn Phong nói, dù là ông trời đến, ta cũng không sợ. Tiếng vo ngựa mỗi lúc một gần, họ đi tới cửa tiệm liền dừng lại. Tiếng vòng cửa len ken vang lên, bên ngoài có tiếng người gọi bạch nhị đệ, ta đây mà, bóng người thấp thoáng, một người vượt tường nhảy vào. Người này cỡ ngoài bốn chục tuổi, mặc quần áo bằng vóc màu đồng, oai phong lẫm liệt. Hắn biến sắc mặt cất giọng run run nói, quả nhiên, là bạch đại đệ, là bạch đại đệ. Bạch Hàn Phong bỏ thanh cương đao xuống quay ra nghinh tiếp gã la lên tô tứ ca 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 của tiểu đệ y y gã nghẹn ngào rồi khóc giống lên không nói lên lời nữa bọn mã phó nhân phàn cương huyền trinh đều tự hỏi phải chăng người này là thánh thủ cư sĩ tô cương ở trong mộc vương phủ lúc này cửa lớn đã mở rộng mười mấy người kéo ùa vào có cả nam lẫn nữ họ xông tới trước thi thể nhìn nhận kỹ người chết rồi mấy phu nhân kêu trời gọi đất khóc giống lên một phu nhân trung niên là vợ lớn Bạch Hàn Tùng, còn người ít tuổi hơn là vợ nhỏ Bạch Hàn Phong. Bọn Phàn Cương, Huyền Trinh đều bẽn lẽn, nghĩ thầm, chuyến này bọn mình đến đây, thật suối quẩy, chẳng để cho người ta đánh đòn thì cũng bị thoá mà, không còn cách nào tránh khỏi nữa. Nhà họ có tạc sự thì khó mà lý luận phải trái với họ được. Bọn họ khóc đến chết đi sống lại, mình chỉ còn biện pháp chuồn đi là hơn. Mọi người đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi xoay mình cất bước bạch hàn phong quát hỏi định trốn chăng không phải chuyện dễ dàng thế được gã xông tới phóng trưởng nhằm sau lưng đánh vào phản cương phản cương tức giận hỏi lại ai trốn chạy hắn vung tay trái lên gạt chứ không trả đòn bọn huyền trinh đều đứng cả lại hán tử họ tô hỏi bạch nhị đệ những vị này là ai bạch hàn phong đáp bọn chúng là quân chó má ở thiên địa hội gia huynh gia huynh bị bọn chúng sát hại gã vừa nói câu này bao nhiêu người đang phục xuống khóc trước linh đường đều đứng phát cả dậy. Những tiếng loảng choảng vang lên không ngớt, ánh gươm đao sáng loà. Lập tức bao nhiêu khách đến đều bị bao vây, cả bọn mã phó nhân, diêu xuân, lôi bất khiếu, vương võ thông. Bốn người này cũng bị hãm vòng vây vương võ thông cười ha hà nói. Mã đại ca, lôi huynh đệ, diệu đại phu, chúng ta gia nhập thiên địa hội hồi nào? Đức hạnh của chúng ta e rằng chưa đủ tư cách sách dày cho bạn hữu thiên địa hội hán tử trung niên họ tô chắp tay hỏi, mấy vị đây không phải là nhân vật thiên địa hội ư? Vị này là Diêu Đại Phu, còn tên Húy là Xuân thì phải. Đoạn y tự giới thiệu, tại hạ là tô cương được tin đại huynh đệ họ bạch bất hạnh từ trần, nên từ huyền bình lật đật tới đây. Trong lúc đau thương, tại hạ chưa kịp thỉnh giáo, thật là thất lễ, y nói rồi chắp tay vái chào mọi người. Vương võ thông chắp tay cười nói, không dám, không dám thánh thủ cư sĩ quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là nhân vật biết nhiều hiểu rộng lại có phong độ anh hùng. Đoạn hắn giới thiệu từng người, đầu tiên hắn trò vào vi tiểu bảo nói vị này là vi hương chủ ở thanh mộc đường trong thiên địa hội. Bọn Tô Cương đã biết thiên địa hội gồm có người đường mà vị hương chủ mỗi đường đều là anh hùng hào kiệt, mình mang tuyệt kỹ. Thế mà vi hương chủ hiển nhiên là một gã thiếu niên nhà giàu, miệng còn hôi sữa thì trong lòng không khỏi kinh ngạc nhưng yên là người trầm tĩnh giữ vẻ thản nhiên chắp tay vái nói tại họ ngưỡng mộ thanh danh hương chủ từ lâu bọn vương võ thông đã giới thiệu cả rồi bây giờ tô cương dẫn gã đi giới thiệu với hai người sư huynh đệ của y ba người sư huynh sư đệ của họ bạch sau nữa đến bọn đồ đệ của tô cương vị phu nhân của bạch hà tùng nằm phục xuống trước thi thể lang quân khóc lóc rất thống thiết vợ bạch hàn phong vừa khóc lóc vừa khuyên giải hai người này không làm lễ tương hiến diêu xuân nói Bạch Nhị Hiệp, vì duyên cớ gì Bạch Đại Hiệp lại xảy cuộc đấu tranh với thiên địa hội. Xin Bạch Nhị Hiệp nói lại cho bọn tại hạ nghe. Y hắng giọng một tiếng rồi nói tiếp Mộc Vương Phủ ở Vân Nam là một gia đình mà người võ lâm đều kính ngưỡng. Mặt khác luật lệ của thiên địa hội cũng cực kỳ nghiêm ngặt chứ không phải hạng người ngang ngược vô lý. Thiên hạ sự không ra ngoài lẽ phải. Câu chuyện bữa này cũng không thể chỉ lấy võ công không mà giải quyết được. Ở đây mã võ sư, lôi huynh đệ vương tổng tiêu đầu và tại hạ cũng hai bên đều chưa có mối giao tình thân mật nhưng cũng hầm mộ thanh danh mà sinh lòng kính nể bạch nhị hiệp xin nhị hiệp vì chốt bạch diện của bỏ tại hạ mà nói rõ nguyên do cho biết được chăng vương võ thông nói theo thực tình mà nói chỉ các bạn ở thiên địa hội quả chưa hay tin bạch đại hiệp từ trần nếu không thì dĩ nhiên chẳng ai tới đây để hứng lấy những điều vô vị làm chi Tô Cương hỏi, vậy vi hương chủ cùng các vị bằng hữu đến tệ sử vi việc gì? Vương Võ Thông cười ha hả đáp, bọn tại hạ là người ngay thẳng không nói chuyện giả dối. Theo lời các bạn, ở thiên địa hội thì từ đại ca tức từ thiên xuyên bị bạch thị song hiệp đánh thành trọng thương, tính mạng y nguy trong sớm tối không biết lúc nào. Hiệp vị từ đại ca đó nói không nên lời nữa rồi, nên bỏ họ đành mời bọn tại hạ mấy người già nua đến quý sứ để hỏi cho biết rõ ngọn ngành. Tô Cương hỏi, thế các vị đến đây để hỏi tội chăng? Vương Võ Thông đáp, cái đó thì không dám. Mấy người trong bọn tại hạ bất quá đã đi ăn cơm hớt thiên hạ được bạn hữu giang hồ nề mặt một chút. Còn chuyện gian ngay phải trái đã có công lý, chẳng ai dám táng tận lương tâm mà nhắm mắt nói mưa. Tô Cương ngật đầu nói, Vương Tổng tiêu đầu nói phải lắm, mời các vị hãy ngồi xuống đây đã rồi hãy nói chuyện. Y xòe tay sai bọn sư đệ thu lượm khí giới. Bạch Hàn Phong vẫn chưa chịu buông cương đao ra. Tô Cương mời mọi người ngồi, nhưng trong nhà khách không có đủ chỗ. Y cùng bọn sư đệ, đồ đệ phải đứng tiếp khách. Tô Cương nói: Bạch nhị đệ, đầu đuôi sự tình lúc đó ra làm sao? Nhị đệ nên kể lại cho mọi người nghe. Bạch Hàn Phong háng giọng một tiếng rồi nói: Chiều hôm kia, gã mới nói được mấy tiếng khí tức đã sông lên, tay cầm cương đao vung múa nhưng gã nghĩ tới cử động này thô lỗ quá liền liệm cương đao xuống đất đánh choang một tiếng làm vỡ tan mấy viên gạch gã thở mạnh một hơi rồi nói chiều hôm kia tại hạ cùng gia huynh ngồi uống rượu trên một tòa tửu lầu ở thiên kiều bỗng có một vị quan viên tiến lên đem theo bốn tên gia đình bộ tịch bốn tên này thật khả ố chúng kêu rượu gọi thịt bằng tiếng thổ ngữ ở vân nam tô cương ồ một tiếng rồi hỏi bọn họ nói tiếng vân nam ư Bạch Hàn Phong đáp tại hạ cùng Giao Huynh nghe khẩu âm họ liền để ý, bọn Vương Võ Thông, Phan Cương đều biết Mục Vương Phủ truyền đời chấn thủ ở Vân Nam. Bọn Tô Cương, Bạch Hàn Phong đều sinh trường ở Vân Nam. Bây giờ họ đến thành Bắc Kính mà nghe thổ âm người đồng hương thì dĩ nhiên họ để ý, Bạch Hàn Phong nói, vị quan viên này vừa uống rượu vừa chỉ trích món ăn nấu không ngon. Y nói những gì bọn chúng ta ở Vân Nam thổi cơm làm sao, nấu nướng thế nào cho chủ quán nghe dĩ nhiên bốn tên gia đình cũng phụ họa theo. Gia huynh nghe nói lấy làm thú vị, tuy ngồi bàn khác mà cũng nói rõ sang mấy câu. Gã ngừng lại một chút rồi kể tiếp vị quan viên kia thấy bọn tại hạ cũng là người Vân Nam mời sang ngồi chung bàn. Anh em tại hạ xa nhà đã lâu, đều muốn biết tình hình cố hương nên thấy vị quan viên này ở Vân Nam mới tới liền sang ngồi cùng bàn với y, trong khi trò chuyện, vị quan viên này tự giới thiệu tên gọi Dương Nhất Phong hắn được Ngô Tam Quế phái đến làm chi huyện khúc tĩnh. Tô Cương hỏi có phải Bạch nhị đệ Bảo Y nói tiếng Vân Nam không. Bạch Hàn Phong đáp Y là người đại lý tỉnh Vân Nam. Theo lệ luật thì người Vân Nam không thể làm quan địa phương ở tỉnh Vân Nam được. Nhưng Dương Nhất Phong nhơn nhơn đắc ý nói gã là người của Bình Tây Vương ủy phái nên không cần đến thể lệ kia.